Từ bệnh viện tâm thần đi ra cường giả chương 64, hy vọng ngươi có bản lĩnh một chút. Phi thiên khi hỏa, thần cực uy lôi, thượng hạ thái cực, chu biến tứ duy, phiên thiên đảo hiệu. Ra lệnh nhanh đuổi, lập tức tuân lệnh. Hốt hỏa lôi chú. Một nam tử trung niên mặc âu phục, hai tay cầm trường kiếm đạo gia, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ để câu thông thiên địa thần uy, khi y vừa dứt lời liền phóng tay ra ngoài, lập tức có một đám lửa bùng lên ở trước mặt y hỏa diễm thiêu đốt lên, nội bộ có ẩn chứa hồ quan điện, uy lực vô cùng cường đại. Nam tử này tốt nghiệp từ đạo gia cao viện, y vừa huy động trường kiếm đạo gia thì hỏa diễm ở trước mặt liền nghe lệnh, trong nháy mắt đã đem bạch tuộc bao trùm. Lợi hại Ba bị cao thủ khác nãy giờ vẫn đang khó nhọc chiến đấu với bạch tuộc, nay thấy vậy liền nhẹ nhàng thở vào một hơi. Tà vật kia thật sự đáng sợ, bọn họ đã cố hết sức nhưng giác hút của nó vô cùng kinh khủng, xúc tu lại quá nhiều, quá dày đặc, nội việc tránh né thôi đã cực kỳ tốn sức nữa là đối đầu tấn công nó. Bây giờ nhìn thấy đồng bạn phóng thích đại chiêu, hiển nhiên trong lòng bọn họ nhẹ nhõm hẳn. Lửa đã bao trùm như thế, tà vật bạch tuột kia nhất định không sống nổi. Nam tử trung niên đạo gia nọ lộ vẻ có chút cố hết sức, nhưng vẫn như cũ đắc ý nói, xem các ngươi nói kìa, có thể không lợi hại sao. Đây chính là Thái Thượng Tam Động Thần Chú trong quyển bốn chú ngữ, ta thi triển ra cũng rất cực lực đấy chờ một chút nó sẽ biến thành bạch tuột nướng tha hồ mà ăn một nam tử khác đừng gần đó chen vào hừ mao sơn ta cũng có loại thần chú này nam tử đạo gia kinh thường của ngươi là đạo bản a di đà phật một người đàn ông tốt nghiệp từ phật gia cao viện bình tĩnh lên tiếng hắn đã sớm quen với tình cảnh hiện tại theo phân công thì bốn người bọn họ là một tổ bổ sung hỗ trợ lẫn nhau trong tổ này Nhiệm vụ của hắn tương đương với con mồi. Không sai, hắn chính là người phải thường xuyên lấy thân mình ra hấp dẫn sự chú ý của tà vật, từ đó để ba người còn lại tranh thủ cơ hội thi triển đại chiêu. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đỏ bừng của mình, không khỏi lần nữa niệm một tiếng A Di Đà Phật, thật hối hận lúc trước ghi danh vào Phật gia cao viện làm gì, để rồi bây giờ kẻ luôn phải chịu thiệt nhượng nhịn vẫn luôn là hắn. Mà ở bên kia, tà vật bạch tuộc đang kêu gào thảm thiết đến nỗi tan nát cả cõi lòng tiếng kêu thê lương tới độ khiến người ta không rét mà run tám đầu xúc tu quăng quật lung tung khiến mặt đất nứt vỡ khắp nơi bốn người nhìn mà đau lòng không thôi tiền sửa đường rất đắt có được hay không tiền thuê công nhân cũng đắt đỏ không kém tuy rằng đây là chi tiêu mà ngành tài chính phải bỏ ra nhưng đó đều là tiền thuế do chúng ta nộp a à. đột nhiên khi tức của tà vật bạch tuột chợt biến hóa không tầm thường hắc vụ nồng đậm phóng ra ngoài bốn vị cao thủ mới rồi còn đang vui vẻ đứng khoác lác nay thấy vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, không tốt. ầm, um. hai con mắt bạch tuộc đỏ ké, hình thể tăng lớn, xúc tu cũng biến lớn. Thương thế do hốt hỏa lôi chú lưu lại cũng dần dần khôi phục, chỉ thấy nó vung vẩy tám cái xúc tu, hốt hỏa lôi chú liền bị đánh thành từng đám, từng đám hỏa đoàn hung hăng đập ngược lại trúng vào lồng ngực của bốn vị cao thủ nọ. Thân thể của nam tử Phật gia tương đối khỏe mạnh, không bị chấn tới nổi bay ngược ra sau như ba người đồng bạn của mình nhưng cũng bị đập mạnh tới nỗi lão đảo lùi lại phía sau mấy bước. Phốc phốc. Bốn người đồng loạt thổ huyết, kinh hải nhìn một màn trước mắt, ta vật mới nãy chỉ cao khoảng 3, 4 mét, sao bây giờ lại tăng vọt lên đến 5, 6 mét rồi. Thực lực của nó không phải cấp 4, mà là cấp 5. Tà vật cấp 5 xuất hiện ở chỗ này. Thế thì chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Xúc tu của bạch Tuộc vẫn liên tục quăng quật xuống, phá hủy mặt đất nó hiện tại đang thấy vô cùng tức giận nguyên bản nó đã ẩn nấp ở trong dòng sông này rất lâu rồi nay cũng bởi vì muốn nhìn thử một chút xem ăn nhân loại có ngon hay không nên đã vụng trộn mò lên ăn mất một kẻ nào ngờ chỉ vậy thôi mà liền bị đối phương đuổi theo ẩu đả nó cảm giác nhân loại thật sự là đám người keo kiệt chẳng phải chỉ ăn có một người thôi sao nhân loại còn lắm người như thế sao phải đối xử với nó như vậy đã thế thì nó sẽ ăn sạch toàn bộ đám người trước mắt đây cho hả cơn tức đúng lúc đó có một bóng người từ trên trời giáng xuống ngữ điệu biến nhát mà lạnh lùng hiện tại ta rất không vui người vừa lên tiếng là một nam tử đầu trọc lóc một bên mắt còn đeo tấm vải che lại bốn vị cao thủ kia vừa nhìn thấy người tới lập tức ngạc nhiên hô độc nhãn long bình thường bọn họ cũng sẽ không gọi gã một mắt là độc nhãn long chỉ là mới rồi thấy có cứu viện tới thì thật sự quá hưng phấn cho nên mới không nhịn được hét to lên mà thôi quả nhiên nghe bọn họ gọi vậy độc nhãn quái liền quét ngang ánh mắt phản phất như muốn bóp chết người về phía bên này. Tâm tình của gã hiện tại quả thật không tốt chút nào, đây hoàn toàn là do hai bệnh nhân tâm thần kia gây ra. Gã không có khả năng đem lửa giận trút lên người đám cấp dưới, thế nên chỉ có thể tìm tới đây mà giận cá chém bạch tuột. Tà vật bạch tuột, hy vọng ngươi có bản lĩnh một chút, để cho ta hảo hảo phát tiết một phen. Độc nhãn quái thản nhiên nói. Trên cầu vượt. Một chiếc xe cứu thương đang lao vùng vụt thì bỗng khựng lại, đoạn đường này đang bị kẹt xe nghiêm trọng. Lý viện phó một tay nắm lấy tay lái, một tay kẹp hờ điếu thuốc, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ở ngay khúc quẹo phía dưới chân cầu vượt, nơi đó chính là mục tiêu cuối cùng của ông. Thế nhưng hiện tại ông đã bị kẹt xe ở đây được một lúc rồi. Tinh tinh Lý viện phó nhấn còi mấy tiếng, có thể dẹp đường qua một bên ưu tiên cho xe cứu thương được hay không? Các ngươi có biết trên xe đang có hai vị bệnh nhân tâm thần hay không? Các ngươi có tin ta mà thả bọn họ xuống thì các ngươi chết chắc hay không? Dĩ nhiên đây chỉ là nội tâm của ông đang độc thoại. Tình huống thực tế thì lý viện phó chỉ bất đắc dĩ cười cười, không ngờ trên cầu vượt cũng kẹt xe, hôm nay mọi người làm gì mà đổ ra đường đông thế nhỉ? Tài xế cầm chiếc bật lửa trong tay, trông thấy phó viện trưởng nói chuyện với mình thì vô cùng khẩn trương. Vừa lúc phát hiện điếu thuốc lá ông ta kẹp trong tay đã tắt lửa từ khi nào, thế là vội vàng chân chó bảo, "Viện trưởng, để ta châm lửa giúp ngài." Lý viện phó cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là lửa đã tắt rồi, vì thế ông liền đưa sang cho tài xế châm lửa giúp mình, hơn nữa còn khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương, ra hiệu cảm tạ. Cứu mạng. Tà vật, có tà vật. Chạy mau. Vô số người dân phía trước lao ra khỏi xe, thần sắc hốt hoảng bỏ chạy tà vật à. Lý viện phó lắc đầu cười, nhìn về phía tài xế đang ngồi cạnh, đoạn lên giọng trải đời, hẳn là ngươi không biết, kỳ thật tà vật cũng không quá đáng sợ, bởi vì... Rầm. Đúng lúc đó có một đạo hắc ảnh nện cái rầm ngay trên cửa kính xe cứu thương, cú va chạm mạnh tới nổi khiến cả mặt kính bị nứt ra, rất rõ ràng hắn chính là bị tà vật đập văng tới đây, vẻ mặt nam tử rất thống khổ, hắn gắn gượng dùng ngón tay dính máu viết mấy chữ lên trên cửa kính không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là vì hắn bị câm điếc. Lý viện phó cùng lái xe xanh mặt liếc nhìn nhau, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, hai người một câu cũng không nói, vội vàng mở cửa lao ra khỏi xe. Tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, không có nửa điểm do dự. Mẹ nó, tà vật thật là đáng sợ. Ở cách đó không xa. Có một đầu bạch tuột cao hơn 2 mét đang di chuyển chậm chạm dựa vào xúc tu đẩy tới, nó không biết nói chuyện, nhưng trong lòng lại đang ầm ỉ hô hào. Ba ba, người ở đâu? Sao con không tìm thấy người? Con đói, con muốn ăn. Bạch tuột đi tới đâu liền tiện xúc tu lật một cái, những chiếc xe bốn bánh dám ngăn trở ở trước mặt nó tức khắc liền bị lật tung chổng vó. Mà ở trong xe cứu hộ lúc này. Ta đói quá. Lâm phàm từ trong khí công tu luyện pháp tỉnh lại, hạt năng lượng đã lấp đầy cơ thể nhưng bụng thì lại rất đói, hắn rất muốn ăn một cái gì đó, mỗi một tế bào ở trong thể nội đều đang phóng thích ra tín hiệu đói khát dữ dội. Lý viện phó vội vàng mở cửa xe phía sau ra, trông thấy một già một trẻ còn đang tập trung thảo luận vấn đề có đói bụng hay không thì rất muốn mắng người, ông hét lớn, chạy mau, tà vật tới rồi. Nếu không muốn bị giết thì mau xuống xe theo ta. Lâm Phàm cùng Trương Lão đầu nghe lời xuống xe. Lý viện phó lôi kéo hai người bọn họ muốn chạy trốn, Tuy nhiên một già một trẻ này lại đứng vững như bàn thạch khiến ông ta gấp đến độ muốn sụp đổ. Ta sắp thành viện trưởng rồi, có thể đừng làm khó con đường thăng tiến của ta như vậy có được không? Mau cùng ta chạy đi. Đáng yêu không? Tạm được. Lâm Phàm cùng Trương Lão đầu nhìn nhau, nhất thời nghe răng cười rất vui vẻ, đây đúng là một loại khoái hoạt. Lý viện phó nhìn hai vị bệnh nhân tâm thần đang lãm nhảm chuyện gì đó, thật sự là gấp tới nỗi muốn bóp chết cả hai ông theo bản năng nhìn về phía tài xế lái xe đang sợ hãi đứng một bên hối hận buộc miệng ngươi nói đúng lẽ ra ta không nên đi một mình ngươi đưa bọn họ về là tốt rồi lái xe kinh ngạc nhìn đối phương trong lòng không khỏi gào thét làm sao ngươi lại tiện tới như vậy a à? nhưng lời ra tới ngoài miệng lại đổi thành có thể thay viện trưởng cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta dù phía trước có là thiên quân vạn mã thì ta cũng bằng lòng xả thân vì ngài đây chính là thái độ của ta Tà vật bạch tuộc chỉ cao hơn 2 mét đằng trước chính là con của tà vật bạch tuộc ngoài cảng khẩu. Nó xuất hiện ở đây là vì muốn kiếm ba ba của mình. Ba ba đã nói là ông ấy đi ra ngoài để bắt một kẻ nhân loại ăn cho đỡ đói. Thế nhưng ba ba đã đi rất lâu mà vẫn chưa trở về, thấy vậy nó bèn nảy sinh hứng thú cũng muốn lên bờ đi tìm nhân loại chơi. Thế nhưng nhân loại chẳng ai thèm chơi với nó, nhìn thấy nó liền hét một tiếng thật chói tai rồi bỏ chạy, đúng là chán ngắt lẽ nào là do dáng dấp nó quá đẹp khiến cho nhân loại cảm giác thật tự ti hừm có lẽ chính là nguyên nhân này đi lâm phàm cùng trương lão đầu không chớp mắt nhìn bạch tuột ở đằng xa rột rột lâm phàm sờ cái bụng đang đánh trống bỏi của mình bình tĩnh nói ta đói lắm rồi ta không đói lắm trương lão đầu ăn ngay nói thật mỗi lần không tự chủ tu hành khí công tu luyện pháp lâm phàm đều bị lâm vào cảm giác đói khác đến tột độ loại đói bụng này thật sự rất khó chịu đến nỗi hắn chỉ muốn ăn sạch sẽ tất cả những gì xuất hiện ở trong tầm mắt bất kể có phải là đồ ăn hay không thậm chí cả sắt thép thì hàm răng cứng rắn của hắn cũng có thể cắn vỡ vụn được tay của nó dài quá nhỉ đúng vậy cho nên nó mới đáng yêu ta chưa từng thấy con vật nào có tay dài như vậy cả vẫn đang không ngừng có người gào thét và chạy sượt qua người đám lâm phàm đối với bọn họ tà vật còn kinh khủng hơn cả ma quỷ đầu óc mọi người trống rỗng, suy nghĩ gì cũng chẳng có. Lúc này bọn họ chỉ nghĩ tới một thứ, đó là phải bỏ chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt. Người đàn ông câm biết bị bạch tuột quăng lên thành kính xe cứu thương vẫn cố gắng liều mạng dùng ngón tay đầy máu viết vô số chữ SOS, ý tứ rất rõ ràng, ta chưa chết, vẫn còn có thể cứu, các ngươi không thể bỏ chút sức lực ra mang ta bỏ trốn theo được hay sao? Đi, nhanh lên! Lý viện phó cứng rắn lôi kéo lâm phàm cùng trương lão đầu bỏ chạy, ông ta tuyệt đối không thể bỏ hai người này ở lại đây được. Lý do rất đơn giản, ông ta sắp thăng chức trở thành viện trưởng rồi. Một người viện trưởng tiêu biểu không dám nói bản thân mình tả thanh long hữu bạch hổ, đỉnh thiên lập địa, vai khiên vận mệnh chúng sinh, nhưng chí ít thì bảo hộ bệnh nhân chính là trách nhiệm của ông. Nó đáng yêu không? Lâm Phàm hỏi. Ba ba. Người ở đâu? Con đói. Lý viện phó suýt chút nữa đã ngất xỉu, ông tuyệt vọng nhìn lâm phàm ta xin ngươi đừng ở nơi này phát bệnh mà nó có đáng yêu hay không không liên quan gì tới ngươi xin ngươi hãy tin tưởng ta ta sẽ không hại ngươi hiện tại chúng ta mau chạy đi vẫn còn kịp nếu như hách viện trưởng có mặt ở đây ông ấy sẽ lạnh nhạt nói ngươi căn bản không hiểu bệnh nhân tâm thần gì cả hắn hỏi ngươi đáng yêu không ngươi cứ trả lời là đáng yêu thôi không được sao mắc cái gì phải nói dông dài nhiều lời như vậy căn bản thì bọn họ nghe cũng không hiểu Viện trưởng, ta sẽ bảo vệ ngươi." Tài xế lái xe lấy hết dũng khí, cơ hội để biểu hiện thành ý tới rồi, hắn đứng chắn trước mặt phó viện trưởng, ngữ khí kiên định nói. Mặc dù thật lòng tài xế lái xe cũng rất sợ hãi, nhưng đôi khi cơ hội chỉ đến duy nhất có một lần trong đời, nếu không hảo hảo nắm chặt thì sau này hắn nhất định sẽ hối hận. Lý viện phó vui mừng vỗ bả vai lái xe, "Tốt, bệnh viện chúng ta có thể có nhân viên giống như ngươi, ta rất vui mừng." phía sau xe có một cây côn sắt, ngươi dùng nó để liều mạng với tà vật đi. Nếu như ngươi bất hạnh bỏ mình, bệnh viện sẽ phụ trách cuộc sống cho vợ con của ngươi. Nếu như ngươi trọng thương, bệnh viện sẽ miễn phí trị liệu cho ngươi cả đời này. Lái xe nghe mà ngây người, hai mắt trợn tròn. Cái này cùng với việc bảo vệ mà hắn nghĩ không giống nhau à? Thật sự là muốn hắn tiến lên quyết đấu một trận ra trò với tà vật sao? Như này không khỏi cũng quá tuyệt tình đi. Lâm Phàm cùng trương lão đầu nhỏ giọng trao đổi. Từ trước tới nay hai người họ chưa từng gặp qua sinh vật nào kỳ lạ như vậy, nhưng dựa theo cảm giác thì sinh vật trước mặt đây quả thật đẹp mắt, so với tan cẩu cùng huyền xà đều đáng yêu hơn nhiều. Tiêu chuẩn đáng yêu của Lâm Phàm và trương lão đầu bằng hình thể đủ lớn. Tài xế lấy ống sắt từ phía sau xe cứu hộ ra, làm bộ bình tĩnh đứng ở bên người phó viện trưởng. Lý viện phó thật sự rất muốn chạy trốn, trong đầu không phải là chưa từng suy nghĩ đến việc vứt bỏ một già một trẻ kia để rời đi thế nhưng ông không thể làm ra hành động mất nhân tính như vậy được mà tà vật bạch tuộc đang dần dần di chuyển tới gần hiện tại chỉ còn cách chỗ bọn họ khoảng hơn 10 mét mà thôi viện trưởng các ngươi đi trước đi để ta đối phó với nó tài xế lái xe siết chặt ống sắt trong tay đã làm tốt công tác tư tưởng sẽ bị con quái vật phía trước nghiền nát sạch sẽ Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người nhà thì hắn lại gắn gượng trấn định. Lão bà, nhi tử, vì tương lai của các ngươi, ta nhất định phải phấn đấu một phen, xem như lấy cái chết của ta đổi lại cho các ngươi một tương lai sáng sủa, tươi đẹp hơn đi. Hắn đã làm nghề lái xe này 10 năm rồi, tiền lương rất thấp, lão bà cùng hài tử trong nhà đều phải chịu khổ theo hắn. Một nhà mấy miệng ăn cứ phải chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp, ngay cả quần áo mới cũng không nở mua, cuộc sống khắc khổ như vậy hắn đã tập thành thói quen, lão bà cũng vậy mà đám con của hắn cũng thế. Nhưng hắn thân là nam nhân, há có thể bắt vợ con cả đời sống một cuộc sống tủi nhục như này mãi. Hắn đã rất cố gắng, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, không phải cứ cố gắng liền có thể nở hoa kết trái. Đến đây đi. Tài xế lái xe đã hạ quyết tâm, hắn cầm ống sắt gõ lên một cái xe cách xa mấy người lý viện phó, hồng thu hút sự chú ý của bạch tuộc thân thể nhỏ bé này của hắn ở trong mắt tà vật bạch tuộc ác hẳn chỉ tựa như một con cá tầm thường so với cá mập. Không biết hắn có thể cầm cự được tới bao lâu. Nhưng đúng vào lúc này, đột ngột có người vỗ vào bả vai tài xế lái xe. Tài xế lái xe giật mình quay đầu lại, phát hiện ra người vừa vỗ vai mình chính là Lý Viện Phó, hơn nữa thần thái của ông ta đã thay đổi rõ rệt. Hay là để ta tới đi? Sắc mặt Lý Viện Phó lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, từ từ gỡ chiếc đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay xuống giao cho tài xế lái xe đoạn nói hãy giữ nó thật tốt cho ta chiếc đồng hồ đó rất có ý nghĩa đây là món quà mà ta nhận được khi vừa mới trở thành bác sĩ chính ta đã phẫu thuật thành công và cứu được một đôi mẹ con kia sau đó ông chồng của người phụ nữ đấy đã tặng chiếc đồng hồ này để thay lời cảm tạ ta rất thích nó vẫn luôn mang theo bên người ngươi hãy cầm chắc nó trên tay đừng làm mất lý viện phó tiếp nhận ống sắt từ trong tay tài xế lái xe ông khẽ bẻ cổ tiếng xương cốt vang lên răng rắc khí chất kia thần thái kia tựa như một vị đại ca giang hồ đã thoái ẩn nhiều năm nay xăm hình rồng dữ tận lên lưng một lần nữa mạnh mẽ bước vào thế giới hắc ám viện trưởng lái xe bị khí thế của đối phương làm cho chấn kinh y run rẩy gọi ông nhưng lại không biết phải nói cái gì lý viện phó nhếch miệng thản nhiên nói ngươi biết không lúc tuổi còn trẻ ta từng nhập ngũ 3 năm, được bầu thành tiểu binh ưu tú, về sau ta đã ghi danh khảo hạch vào Phật gia cao viện, nếu như không phải ngày đó ta đột ngột bị đau bụng. Ảnh hưởng tới sức phát huy trong lúc kiểm tra thì có khi hiện tại ta đã không phải là phó viện trưởng của bệnh viện này, mà là một vị cường giả tuyệt thế chân chính rồi. Một con tà vật nho nhỏ mà thôi, nhìn kỹ nhé. Lái xe nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý viện phó, chẳng biết tại sao nhưng hắn đột nhiên phát hiện bóng lưng của ông ấy rất cao lớn tản ra hào quang thần thánh, quang huy quá đổi lóa mắt khiến hắn thậm chí còn có suy nghĩ quỳ xuống bái lạy đối phương. Phó viện trưởng đã giao chiếc đồng hồ mà ông vẫn luôn đeo cho hắn cầm. Hắn biết đây là món đồ quý giá nhất trên thân phó viện trưởng, hiện tại có thể đem nó giao cho hắn giữ dùng, vậy nói rõ ông ta đối với hắn là cỡ nào coi trọng. Giờ khắc này, tài xế lái xe nắm chặt chiếc đồng hồ điện tử trong tay, lệ rơi đầy mặt, gào thét lên: Viện trưởng, ngài yên tâm đi. Dù cho có mất mạng thì ta chắc chắn cũng sẽ bảo vệ tốt đồng hồ của ngài." Lý viện phó chậm rãi đi về phía Bạch Tuộc, ông không quay đầu lại mà chỉ khẽ giơ tay lên, làm ra thủ thế ok. Sự tự tin toát ra từ trên người Lý viện phó kia biểu hiện đến vô cùng tinh tế. Chưa bao giờ có người nào nhìn thấy Lý viện phó lại bá đạo tới như vậy. Người trước đây vì không muốn tiếp nhận bệnh nhân tâm thần mà đã từng quỳ xuống trước mặt Hách viện trưởng, cầu xin ông ta buông tha cho mình là phó viện trưởng sao? hay là người vừa lẩm bẩm chửi rủa hách viện trưởng, nhưng tốc độ tay đoạt hồng bao lại cực nhanh mới là ông ấy. Không. Đều không phải là Lý Viện Phó. Đó chỉ là hư ảo. Lý Viện Phó đứng trước mặt tà vật bạch tuột, ngẩng đầu nhìn, chậm rãi giơ cánh tay lên, cung sắc chỉ thẳng vào mặt nó, lạnh nhạt nói, ta là học viên chưa từng trúng tuyển của Phật gia cao viện, là phó viện trưởng của Bệnh viện Hoa Điền Tam Giáp, là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của thành phố Duyên Hải, Lý Lai Phúc hôm nay nhất định sẽ giết chết ngươi đến đi một trận gió ào ào thổi tới vạt áo blue trắng theo gió vất lên phần phật tà vật bạch tụt nghiêng đầu tò mò nhìn nhân loại trước mắt này nó cảm giác hình như nhân loại đều thật là ngu a à. lái xe thật sự bị rung động bởi bóng lưng của phó viện trưởng nếu như hắn là tác giả tiểu thuyết một màn trước mắt nhất định sẽ kích phát linh cảm của hắn để viết ra một thiên bóng lưng của phó viện trưởng cảm động thế nhân tấm lưng kia cỡ nào cao lớn, cỡ nào oai phong, cỡ nào tan thương. Đã thay bọn hắn ngăn trở tà vật đột kích. Lý viện phó đối diện với tà vật, bóng lưng của ông ấy quả thật rất cao lớn, nhưng sắc mặt cũng rất khẩn trương, mồ hôi lớn như hạt đậu vẫn không ngừng nhỏ từ trán xuống, ông ấy khẽ nuốt nước bọt, bắp chân đều đang run rẩy lấy. Nếu như không nhờ có chiếc áo blue trắng che kín bắp chân thì chắc tài xế đứng sau đã nhận ra rồi. Có thể đánh nhẹ nhẹ thôi hay không? Thời điểm đứng trước mặt bạch tuộc, ông mới chợt nghĩ tới một việc, ấy là chính mình cũng chỉ là một kẻ quanh năm ngồi sau bàn giấy, dựa vào cây côn sắt trong tay mà muốn chiến đấu với tà vật. Đừng có giỡn. Tốt nhất là nên nhỏ giọng thương lượng với nó, hy vọng nó có thể nghe hiểu được những gì ông nói. Thế nhưng bạch tuộc không chiều lòng người, xúc tu của nó vung lên, ầm một tiếng, trực tiếp đem Lý Viện phó đánh bay. Viện trưởng Lái xe nhìn thấy phó viện trưởng bay về phía này thì cơ hội theo bản năng nhào tới làm đệm lưng cho ông ấy. Hai người đè chồng lên nhau, trực tiếp va mạnh vào tấm kính xe cứu thương, vô ý đè lên nam tử bị câm đang nằm trên đó. Nam tử bị câm vốn vẫn đang điên cuồng dùng máu viết mấy chữ SOS, nay nhìn thấy có hai bóng người bay tới thì trợn trừng cả trong mắt, muốn vội vàng bò qua một bên thì đã không còn kịp nữa rồi, lập tức trở thành đệm lưng chống đỡ cho cả hai người bọn họ. Nếu như y có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ giơ ngón giữa vào mặt đám người lý viện phó thì ra đây chính là lý do các ngươi cố ý không cứu ta ra là đã tính trước tới chuyện sẽ dùng thân ta chống đỡ cho các người viện trưởng ngài không sao chứ lái xe vội hỏi lý lai phúc đáp không có việc gì chỉ là nhiều năm qua không chú ý rèn luyện nên hơi mập ra mà thôi ngươi không tệ chỉ cần chúng ta còn có thể sống sót ta sẽ đề bạt ngươi thật xứng đáng tạ ơn tạ ơn phó viện trưởng Lái xe lắp bắp nói, hắn vui mừng quá đổi nên quên mất lại kêu ông ta là phó viện trưởng. Chữ phó này ta không thích nghe. Vâng, vâng, viện trưởng. Các ngươi chạy mau đi, đó là tà vật, nếu như các ngươi còn có chút lương tâm thì hãy cổng chúng ta theo. Lý Lai Phúc dùng sức nói với Lâm Phàm Vừa dứt lời, cả ông ta lẫn lái xe liền lâm vào hôn mê, chung quy vẫn là do tự tin quá độ hại bọn họ thật thảm. Lâm Phàm cùng trương lão đầu nghi hoặc nhìn nhau, chỉ cách đây vài phút, hắn còn đang muốn thảo luận vấn đề cái con tay dài kia có đáng yêu hay không với hai người lý viện phó, vừa mới lơ đẳng một chút thì đã thấy bọn họ hôn mê bất tỉnh nằm ở kia, trước khi ngất còn lãm nhảm hét lớn cái gì đó. Có phải chỗ này của bọn họ có vấn đề hay không? Lâm Phàm chỉ chỉ vào đầu của mình, tò mò hỏi. Dám lắm, thật là đáng sợ. Trương lão đầu rụt cổ, e ngại nhìn hai người lý viện phó. Mà ở phía bên kia, tà vật bạch tuộc di chuyển đến đây càng lúc càng gần, khí lực của nó rất lớn, hầu hết xe cổ cản đường đều bị nó dùng xúc tu đẩy qua một bên, thậm chí có xe con còn văng tận ra dưới chân cầu. Nó đang chạy tới gần chỗ chúng ta kìa. Tư thế đi đường vô cùng đáng yêu, có đúng không? Ừm, đúng vậy. Lâm Phàm sờ sờ bụng, hắn đã đói lắm rồi. Trương lão đầu ngó nghiêng một vòng chung quanh, không nhìn thấy ai nguy hiểm thì liền bảo, người chạy mất hết rồi, để ta đi tìm công cụ, chúng ta phải nhanh lên một chút mới được, nếu không thì mấy người xấu hay lấy đồ của chúng ta lại tới cướp con vật đáng yêu đó nữa. Rất nhanh bạch tuộc đã di chuyển tới trước mặt Lâm Phàm, Lâm Phàm tò mò ngẩng đầu nhìn nó. Một người một tà vật cứ như vậy nhìn nhau. Bạch tuộc vương xúc tu thẳng tới cổ hắn, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, từ từ quấn quanh cổ Lâm Phàm. Nó cho rằng chỉ cần nó siết mạnh hơn một chút thôi là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tên nhân loại này. Lâm Phàm không cựa quậy mà là đang tập trung nhìn xúc tu bóng loáng ngay tầm mắt, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy xuống. Hắn ngửi thấy hương vị của biển, không đúng hơn là hương vị mặn mặn của muối. Khẳng định là sẽ ăn rất ngon. Lâm Phàm khó mà chịu đựng được cảm giác đói bụng đang hành hạ bên trong cơ thể, hắn vươn tay nắm lấy xúc tu bên dưới, đoạn há miệng cắn ngập răng một miếng, dùng sức cắn rách ra một khối thịt bạch tuột. A a a. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tà vật bạch tuột đau tới nỗi toàn thân run rẩy viền mắt thậm chí còn ứa cả giọt lệ nó không thể nói chuyện ra thành lời nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gầm thét ba ba mau tới cứu con nhân loại dám cắn con đau quá bảo bảo bị rách tay rồi đáng giận tà vật bạch tuột giận dữ huy động một đầu xúc tu khác phá không mà đến tốc độ rất nhanh mắt thấy sắp đụng được đến đầu của lâm phàm thì đột nhiên lại bị hắn giơ tay ra một phát bắt trúng ngay xúc tu của nó. Bạch tuộc cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới xúc tu của mình lại bị nhân loại dễ dàng bắt lấy như vậy. Ngay sau đó còn có một chuyện kinh khủng hơn diễn ra. Bạch tuộc sợ hãi phát hiện bản thân mình đang bị tên nhân loại nhỏ bé trước mắt nắm chặt lấy một đầu xúc tu của nó, sau đó nhấc bổng nó lên quăng qua trái. Bạch tuộc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thấy chính mình lần nữa bị nhấc lên rồi lại bị ném mạnh về phía bên phải. Rầm Rầm. Mỗi một lần nó rơi xuống thì mặt đất bên dưới liền bị nứt vỡ ra thành vô số khe rãnh chạy dọc theo chiều dài con đường, thậm chí có chỗ còn bị nện ra thành cái hố nhỏ. Ba ba, cứu con. Tà vật bạch tuột trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Ta là tà vật bạch tuột mà, ta rất lợi hại, vì cái gì lại bị nhân loại yếu ớt ném cho đau tới như thế? Đau quá, đau đến chết đi được. Lâm Phàm đứng yên tại chỗ, Cung tay ném bạch tuột qua trái rồi lại qua phải, cứ thế quăng quật lung tung xuống mặt đường. Hắn đang nghe chuyện trên TV audio CV cảm giác con bạch tuột đáng yêu ấy thật là nghịch ngợm. Nếu nó đã muốn vương vòi tới chơi đùa với hắn, vậy thì hắn sẽ dành thời gian chơi đùa một lát với nó. Trương lão đầu cũng không hề nhàn rỗi, ông ta tìm thấy trong cốc sau của một chiếc xe có đủ cả vỉ nướng, dầu, dao nhỏ và đủ loại gia vị khác. Mấy thứ này ông đều biết. Trước kia ông ta từng xem trên TV một tiết mục nấu nướng, khi đó vừa xem vừa chảy cả nước miếng, trong lòng hiển nhiên ghi tạc các công cụ mà người đầu bếp hay dùng. Một thời gian dài sau khi tiết mục đó kết thúc, ông còn rủ Lâm Phàm tìm đủ mọi cách để kiếm mấy thứ này, đáng tiếc là đám người xấu ở Thanh Sơn đề phòng bọn họ như đề phòng giặc, vẫn chưa có cơ hội tìm thấy bất kỳ một món nào. Không nghĩ tới ta lại có thể gom góp đầy đủ công cụ trên TV từng biểu diễn, thật là hạnh phúc. Trương lão đầu vui vẻ ôm chặt đám đồ nghề làm bếp kia, hai mắt rưng rưng xúc động. Ngay lúc Trương lão đầu đang kích động ôm mấy dụng cụ ấy thì bỗng có một thanh âm lớn tiếng truyền đến. "Lão Trương, ngươi mau tới giúp ta, hình như nó sắp không xong rồi." Trương lão đầu nghe vậy thì vội vã chạy tới, hoang mang hỏi, "Có chuyện gì?" Lâm Phàm ngồi xổm ở mặt đất, ngón tay chọc chọc vào xúc tu của bạch tuộc, khó chịu nói, "Ta cũng không biết." vừa rồi ta đang cùng nó chơi đùa thì bỗng nhiên nó không nhúc nhích nữa, ngươi đến xem xem, liệu có phải nó chết rồi hay không, con vật đáng yêu như thế, không thể chết được. Nếu hai người bọn họ có thể nghe thấy nội tâm tà vật bạch tuộc đang gầm thét thì hẳn là sẽ rất ngạc nhiên, hỗn đảng, chơi đùa lúc nào, ngươi không phải đang cùng ta chơi đùa, mà là đang muốn lấy mạng ta thì có. Trương lão đầu đi tới gần con bạch tuộc quan sát thử, cao mày nhận xét, rất nghiêm trọng. Nó sắp chết rồi để ta châm cứu xem có cứu được nó không. Trương lão đầu lấy ra hộp kim châm mà độc nhãn quái tặng cho ông ấy. Vị kia quả nhiên là người tốt, chỉ có điều gã không nguyện ý làm bạn với bọn họ, cũng vì điều này mà cả ông lẫn lâm phàm đều buồn bã không thôi. Trương lão đầu nắm một cây ngân châm trong tay, đâm mạnh xuống xúc tu. Tốc độ rất nhanh, vị trí chuẩn xác, quả quyết hạ châm. Lâm Phàm ngồi sổng ở một bên nhìn rất cẩn thận, còn hào hứng chỉ điểm cho ông ta, vị trí này rất khó coi, đâm một châm đi. Được. Trương lão đầu dứt khoát đâm xuống. Châm thứ hai. Châm thứ ba. Châm thứ mười ba. Châm này vừa hạ xuống xong thì tà vật bạch tuột liền cảm giác tình huống của mình không ổn rồi. Nhân loại, ta là tà vật bác trảo ngư bảo bảo, các ngươi không được phép làm vậy với ta. Ba ba ta nhất định sẽ ăn sạch sẽ các ngươi. Vốn dĩ xúc tu của nó trước đó còn có thể hơi động đậy, nhưng bây giờ thì nó không thể nhúc nhích một tí nào, ngẫu nhiên có xúc tu nào chợt trung lên thì chẳng qua cũng chỉ là phản xạ bản năng mà thôi, nó không còn làm chủ được xúc cảm và điều khiển hành động của mình nữa. Trương lão đầu thu ngân châm cất vào trong hộp, sắc mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói, ta đã tận lực, có thể nó sắp chết rồi. Lâm phàm thở dài một phen, tiếc nhỉ, trong nó đáng yêu như này. Đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng nó chết rồi thì ngươi mới ăn nó được. Ngươi còn đói bụng không? Trương lão đầu hỏi. Đói, rất đói. Lâm Phàm sờ lấy bụng nói. Trương lão đầu đem đống dụng cụ mà ông mới tìm được lấy ra khoe, ngươi nhìn cái gì nè? Nếu nó chết rồi thì chúng ta rốt cục không cần phải chờ đợi nữa, hiện tại liền có thể ăn nó luôn. Có phải cũng sẽ rất mỹ vị giống tiểu cẩu lần trước hay không? Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Ừ, nó đáng yêu hơn cả tiểu cẩu cho nên nhất định sẽ rất ngon. Ngươi đợi ta một chút, ta chuẩn bị công cụ đã. Rất nhanh, vỉ nướng đã được đốt lửa lên. Đừng hỏi bệnh tâm thần làm thế nào mà có thể chuẩn bị vỉ nướng được, đây chính là thiên ý A. À. Lâm Phàm ngồi sổn bên cạnh bạch tuộc, dùng con dao gấp cẩn thận cắt một khối xúc tu lớn rồi đặt lên vỉ. Tư tư. Mùi thịt nướng thơm ngon bốc lên, hương vị này thật sự khiến người ta cảm thấy thòng thèm không thôi. Trương lão đầu còn biết vung vẩy thêm cả hồ tiêu và gia vị lên trên khiến cho mùi hương càng thêm hấp dẫn. Lão Trương, ngươi thật giỏi. Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt. Ha ha. Trương lão đầu thoáng chốc đã hóa thân thành đầu bếp, liên tục lật qua lật lại xúc tu bạch tuột kia, dương dương đắc ý tiếp nhận lời khen của bạn mình. Hai người bọn họ đều đang rất ngóng trong thịt mau chín. Cảm giác cẩu cẩu cùng rắn rắn đều sẽ không ngon bằng món này. Quả nhiên, vật càng đáng yêu thì lại càng ăn ngon. Thật ra tà vật bạch tuộc vẫn chưa chết. Nó còn sống. Vừa mới rồi chỉ là bị 13 kim châm thần thánh của trương lão đầu đâm cho hôn mê bất tỉnh mà thôi. Trong cơn mơ màng, nó luôn cảm giác tay chân không ngừng tách rời ra khỏi thân thể, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Bạch tuộc cố gắng tỉnh lại. Theo thói quen muốn huy động xúc tu vung vẫy lên, tuy nhiên một chút tri giác cũng đều không có nó gắn gượng mở mắt ra phát hiện xúc tu trên người đã biến mất rồi không không phải là biến mất mà là đang bị gác ở trên bếp lửa tản ra mùi thơm phân phức đúng vậy quả thật là rất thơm không đúng sao ta có thể có ý nghĩ như vậy được đó là tay chân của ta mà a à, lão trương nó còn sống cái gì hai người tò mò nhìn bạch tuộc chỉ còn lại có mỗi cái đầu sáu con mắt đối diện lẫn nhau chỉ mấy giây sau lão trương liền hưng phấn hô lên, xem ra những tri thức ta học được trong sách vở đều là hữu dụng, ta đã cứu sống được nó, thi châm của ta thành công rồi, người nói có phải không? đúng vậy, lâm phàm cũng thấy cao hứng theo trương lão đầu, vừa nói vừa cúi xuống cắn một miếng rau bạch tuộc thơm ngào ngạt, món này thật sự quá ngon, hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, nhưng rất nhanh, bọn họ liền khôi phục lại thái độ bình tĩnh, cả hai yên lặng ngồi xổm dưới đất, một bên cắn rau bạch tuộc một bên khó chịu nói nó còn sống vậy nghĩa là chúng ta sẽ không ăn được đầu của nó đúng vậy bất quá nó đang chảy máu chờ máu nó chảy cạn rồi thì chắc chắn nó sẽ chết khi đó chúng ta có thể ăn đầu của vật đáng yêu này rồi đúng vậy lâm phàm cùng trương lão đầu hai mặt nhìn nhau trên mặt đều hiển hiện dáng vẻ tươi cười biện pháp như vậy rất tốt quả nhiên là đầu óc thông minh mà sau đấy cả hai người ngồi bẹp xuống bên cạnh vĩ nướng cứ vừa ăn râu bạch tuộc lại vừa mở to mắt to nhìn nó lẳng lặng chờ tới khi bạch tuộc chảy hết máu mà chết tà vật bạch tuộc chỉ còn sót lại suy nhất một cái đầu bị hai kẻ nhân loại này nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân khó chịu nội tâm gầm thét ba ba cứu con con chỉ còn lại một cái đầu thôi bến cảng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học mặc trang phục đặc thù màu trắng đang tập trung dọn dẹp hiện trường con bạch tuộc có hình thể to lớn bị cần cẩu kéo lên chậm chậm đưa tới trong thùng lạnh. Từng bước ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào. Con bạch tuộc này đã sớm chết, trên đầu còn lưu trưởng ấn, xúc tu mềm nhũng, trên thân có vô số vết trạng chạy dọc khắp từ đầu xuống xúc tu, cũng không biết khi nó còn sống đến cùng đã phải trải qua đã kích, thống khổ tới cỡ nào. Tuy nói là nó được chết toàn thây, nhưng thực tế xét ra thì thân thể chẳng khác gì đã phân rã. Xẹt xẹt. Phía cầu vượt ở gần sông Diên Hải xuất hiện tà vật, đã điều động đội ngũ đi qua trấn áp bộ đàm trong tay độc nhãn quái truyền đến một thanh âm gã lẳng lặng lắng nghe rồi buông máy xuống tâm tình hiện giờ đã phần nào bình tĩnh lại quãng thời gian ngắn ngủi ở trong bệnh viện với hai người bị bệnh tâm thần kia chính là điểm đen hiếm có trong nhân sinh của gã tuy rằng đùi phải đã khôi phục bình thường nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến là gã lại cảm thấy nó vẫn ẩn ẩn nhói lên có lẽ cảm giác tê liệt khi đấy sẽ khiến gã mãi mãi khắc ghi ở trong lòng Cơn đau nhói này chẳng qua cũng chỉ là bị thần kinh chi phối mà thôi. Vận khí của con bạch tuột cao đến 5, 6 mét kia quả nhiên đủ xui xẻo, bị độc nhãn quái hung hăng phát tiết một phen, cuối cùng cũng đã nhắm mắt lìa đời rồi. Đáng buồn là tới tận khi chết, nó vẫn không biết con của mình đã vượt sông tiến lên đất liền, gây ra sóng gió không nhỏ, nhưng rồi đã bị người ta dùng vũ lực tra tấn, thậm chí còn phải tự mình chứng kiến xúc tu của bản thân bị gác trên bếp lò nướng đến thơm phân phức ngửi được hương vị mà cả chính con của nó cũng thấy thèm thuồng. Hai còn bạch tuộc, một ở cảng Duyên Hải, một ở trên cầu vượt, chỉ vừa rời sông lớn chưa được bao lâu thì đã cửa nát nhà tan, thật sự là bi kịch. Trên cầu vượt Sau khi tận mắt chứng kiến bạch tuộc cao hơn 2 mét xuất hiện thì hầu hết tài xế đều đã vứt xe bỏ chạy, xe cộ đậu la liệt sang sát ở đó. Đúng lúc này, có bốn vị cao thủ nhanh chóng phóng tới, thân thủ mạnh mẽ hệt như báo săn, bốn người dẫm trên mui xe nhảy lên một cái chính là vượt xa 4 năm mét. Bọn họ nghe tin báo cáo ở cầu vượt gần sông Duyên Hải có tà vật làm loạn liền vội vàng chạy đến, căn cứ theo năng lượng dò xét được thì đối phương hẳn là tà vật cấp 3, thực lực rất mạnh, cùng một giống loài với tà vật xuất hiện ở bến cảng bên kia. Bây giờ ở thành phố Duyên Hải có rất nhiều tà vật đều đang ẩn nấp. Muốn trong một lần tìm ra bằng sạch tất cả những tà vật này để tiêu diệt là nhiệm vụ rất khó, chỉ có thể phân nhiều tổ đội ra sức tìm kiếm tung tích của bọn chúng. Còn mày là chỉ cần tà vật nơi nào phóng thích năng lượng thì tổng bộ liền bắt được sóng và truyền đến thông tin cảnh báo, bọn họ sẽ lập tức xuất động. Thành tựu này chính là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tài kia. Nếu như không có loại công nghệ cao ấy thì bọn họ đều khó mà tưởng tượng nổi thành phố Duyên Hải sẽ loạn thành bộ dáng gì. Địa phương sinh hoạt của chúng ta há có thể chứa chấp tà vật làm loạn. Rất nhanh, một tổ đội gồm ba nam một nữ đã xuất hiện ở cầu vượt bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu chỉ là một màn trước mắt khiến cho cả bốn người đều vô cùng nghi hoặc hiện trường nơi đây quả thật rất hỗn loạn thế nhưng làm gì có bóng dáng của tà vật nào không phải nói là có tà vật bạch tuộc ở đây sao không lẽ nó chạy đến chỗ khác rồi à các ngươi tập trung chú ý một chút năng lượng ba động biểu hiện chính là chỗ này có lẽ nó đang ẩn nấp ở chỗ nào đấy thôi đội trưởng bên này có ba người bị thương một cường giả nhanh chóng tìm thấy ba người hôn mê ngất xỉu ở trên mui trước xe cứu thương người xui xẻo nhất hiển nhiên chính là người đàn ông bị câm hắn phải làm đệm lưng bất đắc dĩ cho lý viện phó cùng tài xế lái xe nguyên bản hắn đã bị tà vật quăng cho trọng thương một đợt thương thế không nhẹ nay lại phải chống đỡ sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành bị đánh bay tới thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng cũng may thân thể hắn tương đối cường tráng miễn cưỡng chịu đựng được nếu không thì đã sớm gãy xương dập phổi, mất quá nhiều máu mà lên đường rồi. Nữ nhân duy nhất ở đây vừa khéo tốt nghiệp từ y gia cao viện, nghe vậy liền vội vàng tiến đến tiến hành sơ cứu cho ba người bọn họ. Hai tay nàng ta nhắm ngay trên lồng ngực ba người, lòng bàn tay có lục quan toát ra, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả ba người đàn ông lại. Lý Lai Phúc thân già nhưng tâm không già, thời điểm sắp tỉnh lại còn khẽ phát ra âm thanh thở dốc liếu riếu, hai hàng lông mi run rẩy chỉ vài giây sau đó đã mơ màng mở mắt ra. Ta đang ở đâu vậy? Ông khẽ nheo mắt quan sát bốn người xa lạ ở trước mắt, trông thấy tạo hình của bọn họ liền nhẹ nhàng thở vào một hơi, ông biết bọn họ là ai, đây chính là những cường giả bảo vệ thành phố Duyên Hải. Xem ra ông được cứu rồi. Nếu đã an toàn thì rất nhanh Lý Lai Phúc liền bình tĩnh trở lại, tuyệt đối không làm ra hành vi ném đi mặt mũi như hoảng loạn hét lớn cầu cứu. Chỉ thoáng chốc sau, tài xế lái xe cũng đã tỉnh viện trưởng ta đến bảo hộ ngài câu nói đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại khiến lý lai phúc vô cùng cảm động tốt lắm chỉ dựa vào phần tâm ý này của ngươi đợi tới khi quay về ta nhất định sẽ đề bạt ngươi một vị trí xứng đáng viện trưởng đồng hồ mà ngài giao cho ta ở đây hiện tại trả lại cho ngài tài xế lái xe mau mắn dâng chiếc đồng hồ lên qua cho lý viện phó chỉ mới nói có mấy câu mà hắn đã phải liên tục vuốt vuốt ngực nơi này đau nhức quá hẳn là đã bị đập không nhẹ lý lai phúc tiếp nhận đồng hồ điện tử bình tĩnh đeo lên cổ tay ông ta đang nhìn một vòng tình huống chung quanh tìm kiếm xem hai bệnh nhân tâm thần kia rốt cuộc đang ở nơi nào xem ra một già một trẻ đó thật là thật tuyệt tình trước khi hôn mê ông đã dặn dò nếu bọn họ có lương tâm thì nhớ mang theo bọn ông cùng rời đi dựa theo tình huống trước mắt thì có lẽ hai người họ đã bỏ chạy một mình rồi nhưng đúng vào lúc này lý lai phúc nhìn lướt qua cửa sổ xe liền thấy có hai người đang nằm thẳng cẳng ở băng ghế sau xe cứu thương trong lòng ông khẽ giật thót không buồn để ý đến bốn vị cường giả đang hỏi thăm mình mà là vội vã đứng dậy chạy tới đó nào ngờ cảnh tượng mà ông nhìn thấy lại là lâm phàm cùng trương lão đầu đang song song nằm ngáy o o ở trên xe đẩy cứu thương lý lai phúc lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng cảm thấy rất muốn chửi bậy em gái ngươi tình huống như vậy mà còn có thể thoải mái đánh một giấc được Thế nhưng ông cũng cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng trước khi ông Lâm vào hôn mê thì con bạch tuộc vẫn còn đang sung sức nhảy nhót tưng bừng, một già một trẻ này không lo chạy mà lại leo lên đây ngủ, thế mà tà vật kia cũng bỏ qua sao, nó đi đâu rồi? Vậy nào? Lý Lai Phúc vỗ nhẹ lên mặt cả hai. Lâm Phàm cùng Trương lão đầu bị đánh thức, chậm rãi mở to mắt, ngồi trên xe đẩy cứu thương sờ sờ cái bụng, đoạn không vui nói, ta ăn no quá, bây giờ ta chỉ muốn ngủ thôi đột nhiên cả hai quay sang nhìn nhau, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạng. Ngươi tỉnh rồi. Ừm, ta tỉnh. Ha ha. Ha ha. Ăn no, đánh một giấc say sưa rồi mở mắt ra liền thấy người bạn thân thiết của mình. Trong thế giới đơn giản của bệnh nhân tâm thần, thì chỉ cần như vậy chính là một cuộc sống đầy khoái hoạt. Lâm Phàm và Trương Lão đầu theo chân Lý Viện Phó đi xuống khỏi xe cứu thương, An Tĩnh đứng ở nơi đó, ngạc nhiên giỏi nhìn khắp một lượt quan cảnh chung quanh, phát hiện nơi này không phải là bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Thật kỳ lạ, đã qua thời gian dài như vậy mà vẫn chưa lái về tới nơi sao. Bốn vị cường giả cẩn thận quan sát tình huống nơi đây, trong lòng thấy cực kỳ nghi hoặc, rốt cuộc là tà vật đang ở đâu, lẽ nào nó đã rời khỏi cầu vượt và tiến vào trong thành phố. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện có một chút dấu vết để lại. Mặt đất phía trước có rất nhiều vết nứt, rõ ràng chỗ này đã từng trải qua một phen va chạm kịch liệt, chỉ là đến cùng là do ai lưu lại, tạm thời bọn họ vẫn chưa tìm ra. đội trưởng, bên kia có chất lỏng khó ngửi, ta đã kiểm tra qua, là huyết dịch của tà vật. huyết dịch của tà vật bạch tụt ướt đẫm một vùng đất, vả lại trong không khí còn phản phất chút ít mùi thịt, việc này càng khiến bốn người đau đầu khó hiểu. rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? ở giữa đường phố sao lại có mùi thịt nướng thơm thơm a? À. Lâm Phàm cùng Trương lão đầu là hai bệnh nhân tâm thần rất có nguyên tắc, đồ vật mà bọn họ mượn dùng để nướng thịt đều đã sớm đem trả về chỗ cũ. "Các ngươi có biết tà vật đang ở đâu hay không?" Một vị cường giả dò hỏi. Trong lòng Lý Viện phó mê mang vô cùng, ông ta cũng không biết con bạch tuộc kia đến cùng đã đi nơi nào. Khi phải đối mặt với nó, ngay cả năng lực trở tay ông đều không làm được thì đã bị tà vật đánh văng, nhanh chóng chìm vào hôn mê thế nhưng bản thân ông rõ ràng vẫn nhớ trước đó tà vật còn đang bừng bừng hưng phấn di chuyển về phía này. Theo lý thuyết, cho dù không bị tà vật quăng chết thì sớm muộn cũng sẽ bị nó ăn sạch mới phải. Nhưng khi ba người bọn ông được cứu tỉnh thì vẫn như cũ nằm yên trên nóc cốt xe, mà hai người bệnh thì lại ngáy khò khò ở băng sau. Việc này rất có ý tứ. Lý Lai Phúc đang chuẩn bị ăn ngay nói thật thì bỗng nhiên tài xế lái xe dành trả lời trước. Ta nghĩ hẳn là nó đã bị viện trưởng của chúng ta đuổi đi rồi. Lái xe nhìn Lý Lai Phúc, hùng hùng thuộc lại, lúc trước chúng ta nhìn thấy bạch tuộc tà vật di chuyển về phía này, chính là viện trưởng đã dũng cảm tiến lên che chắn cho bọn ta, ngài ấy dùng một ống công sắt để liều mạng với con vật chết tiệt ấy. Mặc dù ta không chứng kiến được quá rõ ràng, nhưng chắc chắn là khi viện trưởng bị tà vật đánh bay tới đây thì đã thi triển một loại chiêu thức kinh khủng nào đó để trọng thương tà vật, Đến mức nó tự biết mình không địch lại nên đã mau chóng di chuyển rời khỏi nơi này. Tài xế lái xe đã biết rõ chỗ tốt của việc nịnh nọt rồi, vả lại phần nào trong lòng hắn vẫn tin tưởng rằng đây nhất định là công lao của viện trưởng. Nếu không phải là ông ấy thì là ai đánh đuổi tà vật chứ? Không lẽ là hai bệnh nhân tâm thần kia sao? Đừng nói giỡn có được hay không? Thật sự cho rằng đầu óc của ta có vấn đề à? Lý Lai Phúc kinh ngạc nhìn tài xế lái xe. Ý tứ trong mắt ông rất rõ ràng, mặc dù lời ngươi nói khiến ta vô cùng cao hứng, thế nhưng chém gió như vậy hình như có chút quá phận rồi. Thật vậy ư? Một cường giả nghi ngờ hỏi. Bọn họ không nhìn ra vị viện trưởng trước mắt này có bất kỳ dấu hiệu đặc thù nào, chỉ là một bác sĩ bình thường, trông không giống cao thủ lắm. Lý Lai Phúc trầm tư một lát, chậm rãi đáp, mặc dù ta không thể xác định được tình huống khi đó có phải là như vậy hay không, nhưng một khắc ngay khi bị tà vật đánh bay đó, Ta quả thật đã thi triển một chiêu hàng long công pháp. Khả năng tà vật kia đích thật là bị ta đã thương đi. Tuy rằng ta nghĩ chỉ là suy đoán, nhưng trong lòng ta vẫn có chút tự tin. Dù sao ta cũng là học viên chưa trúng tuyển của Phật gia cao viện, đã từng nhập ngũ 3 năm, thậm chí còn được bầu thành tiểu binh ưu tú, là một trong thập đại thanh niên kiệt xuất của thành phố Duyên Hải này. Viện trưởng thật giỏi. Tài xế lái xe sùng bái nhìn ông, không quên bồi thêm nếu như không nhờ viện trưởng đuổi tà vật đi thì chỉ e bây giờ chúng ta đã trở thành thức ăn trong bụng nó rồi vị nam tử bị câm kia đúng lúc này tỉnh lại cố gắng dùng ngón tay còn dính dấp máu khô viết lên trên cửa sổ xe mấy chữ ta muốn cáo trạng các ngươi hắn cảm thấy bản thân mình quá thảm không cứu ta coi như xong còn đem ta xem như đệm lưng vì sao số mệnh ta lại thê thảm như vậy các ngươi không có một chút lương tri nào sao đáng tiếc chẳng ai để ý tới việc hắn đã tỉnh Lý Lai Phúc khiêm tốn khoát tay, ta chỉ nói là có khả năng thôi mà, còn không quá xác định đâu. Nhưng dĩ nhiên là nếu gặp phải tà vật thì ta chắc chắn phải đứng ra, nhân viên công tác hay bệnh nhân của bệnh viện thì đều là những người mà ta có trách nhiệm phải bảo vệ bọn họ. Sau đó ông quay sang nhìn tài xế, mỉm cười khiêm tốn nói, hiện tại ta vẫn chỉ là phó viện trưởng, còn chưa phải là viện trưởng, chữ phó này vẫn nên mang theo. Vâng, phó viện trưởng. Lái xe ngoan ngoãn gật đầu lý lai phúc cảm thấy rất hài lòng mặc dù ông vẫn chỉ là phó viện trưởng nhưng nhân viên dưới trướng đã gọi ông là viện trưởng đây chính là dân tâm sở hướng a mà bốn vị cường giả bên kia vẫn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đó nói trắng ra là bọn họ hoàn toàn không tin tà vật là do vị viện trưởng đây đuổi đi thế nhưng ngoài ông ta ra quả thật bọn họ còn chưa tìm được lời giải thích hợp lý nào khác nó đáng yêu nhỉ ừm ăn cũng ngon nữa lâm phàm cùng trương lão đầu đứng một bên nhỏ giọng lải nhải bốn vị cường giả không biết thân phận của bọn họ vì thế liền quay sang dò hỏi các ngươi có nhìn thấy tà vật đi đâu không lâm phàm thản nhiên nhìn đối phương hắn nghe không hiểu bọn họ nói cái gì cả tà vật là gì hắn không biết thế nhưng thấy đối phương bắt chuyện với mình thì hắn liền nở một nụ cười mà hắn tự cho rằng là vô cùng tươi tắn ý tứ để đối phương biết hắn rất hữu hảo chúng ta không phải là người xấu Lão Trương, ngươi có thấy không?" Lâm Phàm hỏi. "Ta không biết tà vật là ai." Trương lão đầu mê mang đáp. Hai người bọn họ lại lần nữa nhìn nhau, nở một nụ cười ẩn ý mà người bên ngoài không sao hiểu thấu. Mấy vị cường giả kinh ngạc nhìn một già một trẻ trước mắt, luôn cảm thấy dường như hai người này có vấn đề, đầu óc tuyệt đối không bình thường. Lý Lai Phúc thở dài, "Bảo, đây là bệnh nhân của bệnh viện Tâm Thần Thanh Sơn đồng thời cũng là bệnh nhân ở chỗ bọn ta." trước khi xảy ra chuyện này thì bọn ta đang trên đường chở hai người họ về lại thanh sơn mấy vị cường giả bất đắc dĩ nhìn nhau thì ra mới rồi là chính mình vừa giao lưu với người bệnh tâm thần chẳng trách bọn hắn cứ cảm thấy ánh mắt cùng dáng vẻ cười cười của hai người kia nhìn mình cứ đáng sợ kiểu gì giờ thì có thể lý giải rồi mục đích của lý lai phúc rất đơn giản chính là có thể mau mau chóng chóng đưa trả một già một trẻ này về cho hách viện trưởng ông ta thật sự không muốn lưu giữ bọn họ ở lại chỗ mình thêm một ngày nào nữa coi như trời sập thì ông cũng muốn một tay chống trời một tay điều khiển xe cứu thương lái đưa bọn họ trở về hiện tại tình huống nơi đây quả nhiên vô cùng phiền phức nhưng ông ta cũng chẳng thiếu thời gian vả lại lúc ông rời khỏi bệnh viện chỗ mình thì bầu trời xám xịt mây đen giăng lối nhưng bây giờ thì trời xanh nắng vàng rõ ràng thời tiết đã chuyển tốt điều này nói rõ ngay cả lão thiên cũng đang nhắc nhở ông chỉ cần đưa được Lâm Phàm và Trương Lão đầu về lại Thanh Sơn thì thế giới của ông chính là một mảnh trời đẹp rực rỡ. Cầu lớn vượt sông Duyên Hải chính là tuyến đường giao thông quan trọng. Sau khi cường giả kiểm tra tỉ mỉ một vòng, phát hiện bạch tuộc không còn lãng vãng ở đây thì liền gọi bên bộ phận giao thông tới điều tiết xe cộ. Những tài xế trước đó chạy trốn, sau khi nghe được tin tức mọi thứ đã ổn thỏa, không còn chuyện gì nguy hiểm nữa liền lập tức trở về tìm lại xe của mình. Nói đùa, đây chính là bảo bối của bọn họ, bình thường còn không nở cho người khác chạm vào, nếu như bị người đụng hỏng thì chẳng phải họ sẽ phát điên mất sao. Không bao lâu sau, tuyến đường đã thông thoáng trở lại. Vị nam tử bị câm kia vẫn đang không ngừng tiếp tục dùng ngón tay dính máu khô viết lên cửa sổ xe, một bộ dáng hoàn toàn không cam lòng. Lý Lai Phúc thấy vậy bèn an ủi đối phương, thương thế của ngươi có chút phức tạp, ta cảm giác ngươi cần phải đi tới bệnh viện làm kiểm tra một chuyến. Ngươi trước đừng viết chữ nữa, mau lên sau xe ta đi. Chờ ta đưa hai người bệnh kia về đến bệnh viện tâm thần Thanh Sơn xong thì sẽ chở ngươi tới chỗ bọn ta để khám chữa một phen. Tuy nói khi đi ngang qua cầu lớn vượt sông thì gặp phải một chút phiền toái, nhưng cuối cùng lại tình cờ nhặt được một người bệnh mang về bệnh viện, coi như giúp bệnh viện kiếm thêm một phần thu nhập, vận khí của ông quả nhiên không tệ. Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn Khách viện trưởng đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc, hai mắt không chớp nhìn chầm chầm cổng lớn của bệnh viện tâm thần ông ta đã nhận được tin tức Lý Lai Phúc lại tự mình đưa Lâm Phàm và Trương Lão đầu về đây. Thật đúng là tuyệt tình. Rõ ràng là Lâm Phàm đã giúp cho bệnh viện chỗ Lý Viện Phó lấy được thanh danh tốt, nếu như ông ấy có lương tâm thì nên chủ động mời bọn họ ở lại bệnh viện một thời gian ngắn, hảo hảo cảm tạ hai người đó mới phải. Bí bo Bí bo Bí bo Thanh âm quen thuộc truyền đến, hách viện trưởng biết hết thảy ảo tưởng của mình đều là suy nghĩ viễn vông, tên Lý Lai Phúc kia quả nhiên đã đóng gói một già một trẻ này trả lại rồi. Dưới lầu, Lý Lai Phúc và tài xế lái xe đẩy băng ca cứu thương xuống, ông không có ý tứ gì khác, chính là lại muốn tặng cho hách viện trưởng hai chiếc xe đẩy mà Lâm Phàm và Trương Lão Đầu đang dùng, cũng coi như là tấm lòng thành của ông. Lý Lão Đệ, hành động này của ngươi thật là quá đáng. Bất kể nói thế nào thì rõ ràng là bệnh nhân của chúng ta đã mang tới thanh danh rất lớn cho bên hoa điền tam giáp các ngươi, ít nhiều cũng đã để các ngươi vui vẻ một phen. Hôm qua người vừa đưa đến bệnh viện các ngươi, hôm nay liền trả lại cho ta, ngươi làm vậy mà xem được à. Hách viện trưởng nhịn không được phàn nàn. Y đức của ngươi ở đâu? Nhân tính của ngươi ở đâu? Còn có lòng thương người nữa, bị chó gặm đâu hết rồi hả? Quả thật là đủ tuyệt tình tuyệt nghĩa. Lý Lai Phúc Kiên nhẫn đợi hách viện trưởng nói xong, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh, cầu cũng đã cầu qua, quỳ cũng đã quỳ qua, ông ta sẽ không lặp lại mấy hành động mất mặt đó lần nữa, bởi vì Lý Lai Phúc biết nó hoàn toàn vô dụng, lòng dạ của vị hách viện trưởng trước mắt đây so với ai khác đều sắc đá hơn. Hách viện trưởng, hách học trưởng, hách lão ca, ngươi có biết trên đường ta đưa bọn hắn trở về đã gặp phải chuyện gì không? Ta đoán ngươi chưa nghe tin tức đâu, để ta nói cho ngươi. Là tà vật. Là một con bạch tuộc rất khủng bố. Thế nhưng ngay cả con tà vật cao hơn 2 mét đó cũng không thể ngăn cản quyết tâm của ta. Ngươi nhìn xem cửa sổ xe cứu thương đã bị nó nện thành cái dạng gì này, vết nứt văng kính, ngươi nghĩ cái kính xe nát tươm như vậy thì tài xế còn có thể lái không? Ngươi không cần trả lời, để ta nói cho ngươi biết, kỳ thật không thể lái, nhưng vì cái gì ta còn có thể đưa bọn hắn bình an trả lại, bởi vì trong lòng ta có một sự quyết tâm rất lớn, ngươi hẳn là đoán được. Nhiều lời vô ích, phí sửa xe. Tiền thuốc men, ta đều không cần, lại tặng thêm cho ngươi hai chiếc xe đẩy cứu thương, không có ý tứ gì khác, chỉ là xin ngươi nhận lại người đi. Gặp lại sau. Lý Viện phó vừa dứt lời liền không quay đầu lại, trực tiếp lên xe, dẫm chân ga. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Xe cứu thương biến mất ở góc cua nhanh như một làn gió, hoàn toàn không có chút lưu luyến nào. Lâm Phàm cùng Trương lão đầu lọ mọ bước xuống đất, dang hai cánh tay Hào hứng hít thở bầu không khí quen thuộc. Ta đã trở về. Ta cũng quay về rồi. Lúc còn ở chỗ lý viện phó, hai người bọn hắn thật sự rất nhớ nhung bệnh viện Tâm Thần Thanh Sơn, hiện tại rốt cục trở về, cõi lòng không an tĩnh cuối cùng cũng lắng động lại. Hách viện trưởng nhìn dáng vẻ tươi cười của một già một trẻ kia, khẽ thở dài một cái, vất vất tay để hộ công đưa bọn họ trở về phòng bệnh của mình. Phòng bệnh số 666 lâm phàm và trương lão đầu nằm ngoài ra chiếc giường quen thuộc của mình đồng loạt hít một hơi thật sâu đây chính là hương vị của ta đây chính là hương vị của ta trương lão đầu móc từ trong ngăn tủ đầu giường ra hai hộp sữa đậu nành đưa qua cho lâm phàm một phần uống spy đi uống coca cola đi hai người ngồi song song ở trên giường hai chân quơ tới quơ lui thảnh thơi uống thứ nước mình yêu thích đây mới đúng là coca cola đây mới đúng là spy trương lão đầu tâm tình đắc ý thế nhưng đúng lúc ấy ông đột ngột liếc nhìn thấy đũng quần lâm phàm phình lên bèn hiếu kỳ hỏi đó là cái gì vậy lâm phàm cúi xuống nhìn theo tay ông chỉ sau đó lấy từ trong đũng quần ra một thanh tiểu đao nghi hoặc nói ồ ta nghĩ ngươi đã đưa trả lại hết dụng cụ rồi chứ tại sao nó lại ở đây nhỉ à phải rồi ta đã dùng nó để cắt thịt con vật đáng yêu kia khi đó sợ làm mất nên đã đặt vào nơi này. Ngươi nói xem, liệu người ta có tìm đến đây để đòi lại hay không? Trương lão gãi gãi đầu, không biết hay là chúng ta giấu đi. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó kéo quần ra, đem con dao nhỏ cất lại vào trong đũng quần của mình, xong xuôi liền đắc ý ngồi uống sữa đậu nành bên cạnh Trương lão đầu. Uống ngon thật. Cảm giác về nhà thật là tốt. Ngày mùng ngày 5 tháng 3. Tiết trời trong xanh, ngày hôm qua có mưa nên hôm nay nhiệt độ tương đối mát mẻ trở lại bệnh viện tâm thần thanh sơn giúp cho cả lâm phàm lẫn trương lão đầu đều thấy rất thoải mái cảm giác an tâm khi về đến nhà khiến bọn họ có một giấc ngủ thật ngon việc đầu tiên sau khi lâm phàm và trương lão đầu thức dậy chính là ngồi ở trên giường phát ngốc người bình thường sau khi tỉnh ngủ cơ bản đại não vẫn còn đang lâm vào trạng thái mơ mơ màng màng cần một chút thời gian để khiến bản thân hoàn toàn tỉnh táo nhưng hai người họ thì khác đầu óc bọn họ không phải trống rỗng mà là đang tập trung suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm chuyện gì suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có đáp án cứ có cảm giác có rất nhiều việc muốn làm thế nhưng cả hai người lại nghĩ không ra mình muốn làm gì trương lão lắc mạnh đầu không nghĩ ra thì thôi chẳng nghĩ nữa vậy ông nhảy xuống giường lấy hộp sữa đậu nành từ trong tủ đầu giường đưa qua cho lâm phàm mỗi người một phần uống spidey ta muốn uống coca cola ngon thật, ngon hơn nước ở chỗ hôm qua nhiều. Hai người đắc ý uống từng ngụm lại từng ngụm. Spy cùng Coca-Cola là thức uống mà bọn hắn yêu thích nhất. Dù là ai thì cũng không thể tước đoạt sự yêu thích của hai người họ được. Mặt trời đã lên cao, tia nắng chiếu rọi vào trong phòng làm cho bầu không khí của phòng bệnh số 666 ấm áp khó tả. Ngoài hành lang có một hộ công đang đi ngang qua nơi đây, đáy lòng vẫn thoáng có chút sợ hãi khi bước tới gần căn phòng này. Phòng bệnh 666 chính là gian phòng kinh khủng nhất của bệnh viện Tâm Thần Thanh Sơn, mặc dù hai bệnh nhân bên trong hoàn toàn vô hại đối với những nhân viên công tác khác ở đây, nhưng hành vi thường ngày của bọn họ thật sự khiến người ta dễ dàng cảm thấy sợ hãi. Đồng sự Lý Ngang của y vẫn còn đang nằm ở bệnh viện, y đã từng gọi điện qua cho đối phương, biết rằng Lý Ngang thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng Lý Ngang vẫn khăng khăng muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn nữa đợi khi nào hắn điều chỉnh tâm trạng bản thân thật tốt thì mới quay trở lại. Lúc đầu y đinh ninh là Lý Ngang sẽ từ chức, lại không nghĩ rằng đối phương không hề có ý muốn rời đi, ngược lại còn muốn nâng cao lòng can đảm của bản thân, sớm ngày về đây tiếp tục công tác tại bệnh viện tâm thần. Thật can đảm, rất đáng giá để người khác bội phục. Tiểu Trần, phòng bệnh 666 có thư tín, ngươi đưa vào cho bọn họ đi. Một vị bảo an tay cầm lá thư, trông thấy Trần Hộ Công thì dúi lá thư vào tay y. Tiểu Trần ngây người nói, sao ngươi không tự mình đưa đi? Ta chỉ phụ trách bảo vệ bên ngoài thôi, về phần giao tiếp với bệnh nhân bên trong thì làm phiền nhân sĩ chuyên nghiệp các ngươi hỗ trợ vậy. Bảo An đưa thư tính giao cho Tiểu Trần xong liền vội vã rời khỏi. Vị Bảo An nọ đã làm việc ở chỗ này cũng được một khoảng thời gian rồi, tiền lương mỗi tháng tầm hơn 2.000 khối, cũng coi như không tệ. Trước kia khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, gã rất kết đọc sách cho rằng bằng cấp không quan trọng dựa vào dũng khí và thân thể khỏe mạnh của mình thì chắc chắn tốt nghiệp rồi cũng sẽ kiếm được một công việc ngon nghẽ mà thôi thế nhưng về sau chính thức lăn lộn ra ngoài xã hội rồi thì mới phát hiện không có trình độ học vấn thì ngay cả tư cách được mời đi phỏng vấn cũng chẳng có việc này khiến người chỉ có bằng trung cấp như gã cảm thấy xã hội quả nhiên đủ hiểm ác a à. thậm chí cả tranh xuất vào làm ở bệnh viện tâm thần này cũng đều cần trình độ thuộc đại học chính quy khiến gã hãm sâu tuyệt vọng, còn may mà trong nhà có một chút quan hệ nên đã giúp gã đi cửa sau, được khách viện trưởng đồng ý nhận vào làm nhân viên bảo an cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Có đầy đủ phúc lợi cơ bản, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có thêm tiền lương 2.000 khối, đủ để gã thỉnh thoảng lại ra ngoài tìm gái bán hoa hưởng thụ chút ấm áp nhân sinh một phen. Tiểu Trần đi đến trước phòng bệnh 666, nhẹ nhàng gõ cửa, ta có thể vào được không? Đừng tưởng rằng người bị bệnh tâm thần thì không có quy củ, một khi chọc giận bọn họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đương nhiên chí ít cho đến bây giờ thì không có bất kỳ người nào trông thấy một già một trẻ của phòng bệnh 666 bị người chọc giận qua. Lâm Phàm và Trương lão đầu nhìn thấy ai cũng tươi cười hít mắt, nụ cười xác thực rất sáng lạng, chỉ là đối với người hơi yếu bóng vía thì có chút đáng sợ mà thôi. Đạt được sự đồng ý của người bên trong, Tiểu Trần liền đẩy cửa đi vào, y bảo trì khoảng cách nhất định cùng người bệnh đem thư tính đặt lên giường, ôn hòa nói, Lâm Phàm có thư của ngươi. Sau đó liền nhanh chóng ra ngoài, tiếp tục công việc tuần tra của mình. Lâm Phàm uống thêm một ngụm sữa đậu nành nữa, đợi tới khi đáy hộp đã cạn thì mới cầm lá thư lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Nàng lại gửi thư à? Trương lão đầu hỏi, ông ta biết người gửi thư là ai, giống như có người từng nói, không nghĩ tới bệnh nhân tâm thần vẫn có bạn bè trao đổi thư từ A. Um là lão bà của ta lâm phàm đáp bên trong phong bì có một tờ giấy viết thư màu hồng rất thơm hàng chữ trên đó ngay ngắn mà đẹp mắt chỉ nhìn cũng có thể đoán được người viết ắt hẳn là một nữ tử có tri thức lại thông đạt lễ nghĩa tuy nói lâm phàm là người có bệnh về mặt tinh thần thế nhưng ít nhiều hắn vẫn đọc được chữ nghĩa cơ bản còn về việc có hiểu ý nghĩa của câu chữ đó hay không lại là một việc hoàn toàn khác nữa nội dung lá thư như sau xin chào bác sĩ lâm từ khi nhận được thư của ngươi, ta cảm giác nhân sinh phản phất như thể đã mở ra một cánh cửa mới. Tính chất công việc của ngươi quả thật đã khiến ta rất hiếu kỳ, ta đã từng tìm hiểu một ít tin tức nội bộ về bệnh viện tâm thần, nhưng có lẽ những tin tức ấy đều bị người ta che giấu rồi, nhìn đâu cũng thấy toàn điểm tốt. Ngươi từng nói với ta hay có người đoạt đồ vật của ngươi, ta liền biết việc ngươi thường xuyên phải đối mặt với bệnh nhân tâm thần khẳng định rất nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn có thể có kiên nhẫn chiếu cố bọn họ, chứng tỏ ngươi là một người rất tâm huyết với nghề, thật đáng tôn kính. Lá thư lần trước ngươi gửi không có một câu chữ nào, chỉ đưa tới một chiếc lá xanh, ta nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu dụng ý của bác sĩ Lâm. Ngươi muốn trở thành một chiếc lá xanh, giống như vô vàng y bác sĩ khác, nhiều chiếc lá xanh sẽ biến thành một cây đại thụ rộng lớn đủ để che chở, bảo vệ cho những người bệnh tâm thần đáng thương ấy, có phải không? Giờ này đêm ấy thiết tha thay. Nội dung nàng viết rất nhiều. Lâm Phàm cùng Trương Lão đầu đọc xong liền lộ ra thần sắc nghiêm túc, không phải là bởi vì trong thư tín có thông báo việc đại sự gì, mà là bọn họ xem không hiểu nàng ta viết vậy là có ý gì. Nàng viết gì thế? Lâm Phàm hỏi. Trương Lão gãi gãi đầu, ta cũng không hiểu, không bằng chúng ta đi thỉnh giáo tinh không giáo sư đi. Ừm. Bọn họ nhanh chóng đi qua phòng của tinh không giáo sư ở sát vách. Tinh không giáo sư đang vùi đầu vào nghiên cứu vũ trụ hội họa, Nghe thấy thanh âm gõ cửa thì chỉ ngẩng đầu nhìn, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào đống tranh ảnh đủ màu sắc. Ta xem không hiểu. Lâm Phàm đưa lá thư phẩy phẩy ở trước mặt Tinh Không giáo sư. Ta cũng xem không hiểu. Trương lão đầu thấy rất kỳ lạ, rõ ràng ông có thể đọc hiểu y thư, thế nhưng lại chẳng hiểu gì nội dung bên trong lá thư kia. Tinh Không giáo sư rất bận rộn, y đang nghiên cứu vũ trụ vận chuyển, không có thời gian để ý tới người khác trực tiếp đem bức tin không đồ ý vừa mới vẽ xong qua cho lâm phàm đoạn xua xua tay ý tứ rất rõ ràng không nên quấy rầy ta hiện tại ta đang bề bộn nhiều việc ta muốn yên tĩnh học tập lâm phàm tiếp nhận tin không đồ xong liền mang theo trương lão đầu rời khỏi phòng y hiện tại hắn muốn đi gửi thư lâm phàm đồng hồ này của ta hay hỏng quá hay là ngươi mượn nàng ta ít tiền đi nàng ta nhất định sẽ cho mượn mà trương lão đầu đề nghị lâm phàm lạnh nhạt đáp không đâu, lão bà thì sẽ không cho mượn. Thật đáng tiếc, tại sao nàng ta lại lão bà của ngươi, nếu như là bạn gái thì tốt biết bao, bạn gái sẽ cho ngươi mượn tiền, không khó tính như lão bà. Trương lão đầu tiếc núi nói. Vị hộ lý hỗ trợ tiếp nhận thư tín của Lâm Phàm cảm thấy rất tò mò. Đến cùng là vị thần tiên nơi nào lại đồng ý kết bạn với bệnh nhân tâm thần, hơn nữa còn rất đều đặn, cứ mỗi tháng lại gửi qua một, hai phong thư hay là đối phương không biết lai lịch của lâm phàm hay nói đúng hơn đối phương cũng là một người có bệnh về đầu óc hừng rất có khả năng như vậy đợi hộ lý giúp đỡ bọn họ gửi thư xong lâm phàm và trương lão đầu mới vui vẻ trở lại trong phòng bệnh hai người ngồi ở trên giường lâm phàm tỉ mỉ quan sát lại lá thư ban nãy cố gắng phỏng đoán nội dung trong đó từng câu nàng ta viết bọn họ đều hiểu nhưng gộp lại thì vẫn thấy mơ mơ hồ hồ nhưng ta thấy nàng ấy viết một câu rất đúng ngươi xem này những người cứ hay cướp đồ của chúng ta quả thật là nguy hiểm ta đoán có khi bọn họ chính là bệnh nhân tâm thần chúng ta không nên trêu chọc bọn họ thì hơn trương lão đầu ngưng trọng nói lâm phàm gật đầu bình tĩnh đáp đúng vậy cho nên ta mới thường xuyên mỉm cười với mấy kẻ đó chính là hy vọng bọn hắn có thể cảm nhận được thiện ý của chúng ta đừng tiếp tục cướp đồ của hai ta nữa là mỉm cười như vậy có đúng không Trương lão đầu dùng hai ngón tay kéo khóe miệng mình căng ra thật lớn, lộ ra hàm răng ngay ngắn chỉnh tề. Không đúng, nên cười như thế này. Lâm Phàm quét miệng, cười rất vui vẻ, nhìn thoáng qua còn có thể thấy hai cái lúng đồng tiền ẩn hiện. Thời gian dần trôi qua. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Hì hì, hì hì. Hộ công tiểu trần đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy tình huống trong phòng cùng tiếng cười ré lên thì lông tóc toàn thân đột ngột dựng thẳng không rét mà run thật khủng bố a à. bên trong phòng họp của bộ môn đặc biệt ở thành phố duyên hải có một đám người đang ngồi ở nơi đó hút thuốc khói mù lượn lờ độc nhãn quái ngồi yên ở trên ghế lãnh đạo một tay vẫy nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn thần sắc ngưng trọng nhìn hình ảnh đang được trọi chiếu ở trên bảng điện tử treo bên vách tường mà ở đằng đó có một nữ tử tóc dài Mặc chiếc váy màu đen bó sát người, đang cầm trong tay cây gậy gấp nhỏ dài để chỉ điểm hình ảnh rõ hơn. Nàng khẽ nâng gọng kính không độ trên sống mũi cao vời vợi, chậm rãi nói. "Đây chính là một vài bức ảnh được cắt ra từ camera ở cầu lớn vượt sông Diên Hải bên kia ghi chép lại được. Có không ít camera đã bị tà vật phá hỏng, cho nên sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cả đêm thì trước mắt chỉ thu được những hình ảnh này mà thôi. Đến cùng là ai đã giết chết tà vật thì chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối." nhưng có điều có thể khẳng định được, tuyệt đối không phải là vị phó viện trưởng Lý Lai Phúc kia. Nữ tử vừa nói chuyện chính là tổ trưởng tổ phân tích tà vật của bộ môn đặc thù, Kim Hòa Lị. Nàng cao đến 1m72, dáng người thon thả, đường cong vô cùng hoàn mỹ, mang giày cao gót vào rồi thì phải cao tới 1m78. Là người đẹp vừa có ngoại hình lại vừa sở hữu trí thông minh cực cao, nếu như là người bình thường không biết rõ lai lịch của nàng, thì chắc chắn nhìn vào sẽ nghĩ đây là một minh tinh hay hoa hậu nào đó đã vậy dưới khóe mắt của nàng ấy còn có một nốt ruồi nho nhỏ rất có tính dụ hoặc bộ môn đặc thù này có không ít người theo đuổi vị tổ trưởng mỹ nữ ấy nhưng câu trả lời mà tất cả bọn họ nhận được đều là ngươi đi ăn cái rắm đi kỳ thật trong lòng những người bị cự tuyệt kia đều có chung một suy nghĩ đấy là nếu như đó là cái rắm của ngươi thì ta nguyện ý ăn chỉ là xem ngươi có tình nguyện phe phẩy cái mông tròn vẻn gợi cảm ấy vào mặt ta hay không mà thôi. Độc nhãn quái tựa lưng vào ghế da, tay trái gõ gõ lên mặt bàn, tay phải vẫn khẽ gãy tàn thuốc vào gạt tàn, thỉnh thoảng lại nâng lên rít một hơi, sương mù lượn lờ ở trước mặt gã, ánh mắt gã nheo lại, thoáng lộ ra vẻ mất bình tĩnh. Bởi vì từ trong mấy tấm hình bên kia gã nhìn thấy hai người quen. Không sai, chính là sự tồn tại mà cả đời này gã cũng không bao giờ quên được, hai bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn bọn họ chẳng những đúng lúc có mặt ở hiện trường mà theo gã biết thì đến giờ cả hai vẫn còn sống khỏe mạnh trên người hoàn toàn không có một vết thương nào tà vật thì đã vô duyên vô cớ biến mất không rõ là sống hay chết chỉ còn lưu lại một bãi máu tươi ở mặt đất nơi đó độc nhãn quái bỗng nghĩ tới lời hách viện trưởng đã nói với mình tà vật tan cẩu đã bị một già một trẻ kia ăn sạch sẽ chỉ còn sót lại có mỗi một hàm răng các cường giả ngồi quanh bàn vẫn đang lớn giọng thảo luận với nhau người thì bảo dựa theo tình huống trên cầu vượt sông lớn, rất có thể đã có một cường giả nào đấy đúng lúc đi ngang qua nơi đây, tiện tay giết chết tà vật. Có kẻ lại bảo có khi tà vật bạch tuột cảm ứng được ba ba nó đang ở bến cảng nên đã quay xuống sông, tìm tới chỗ ba ba mình. Lại có người khác khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tà vật bạch tuột đã hóa nhỏ, lẫn trốn vào trong nội thành rồi cũng nên. Đủ các loại khả năng đều được nêu ra, phòng họp nhau nhau vô cùng náo nhiệt, nhưng rốt cuộc đáp án chân chính là gì thì chỉ có ông trời mới biết được. Im lặng đi, ta biết tình huống diễn ra như thế nào rồi. Độc Nhãn Quái đột ngột mở miệng, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, một con mắt tinh tường còn sót lại vẫn đang nhìn chầm chầm vào hình ảnh phản chiếu trên bảng điện tử, trong mắt dường như có tinh quang lóe sáng. Đám người đang tranh luận hăng say, nghe thế liền lập tức im bặt, tò mò nhìn về phía lãnh đạo. Ai nấy đều rất muốn biết đáp án. Chỉ là nhưng ta không thể nói được. Độc nhãn quái chậm rãi lên tiếng. Đám người kia đang vểnh tai, hồi hộp chờ nghe gã sẽ tuyên bố một câu trả lời kinh thiên động địa nào đó, không ngờ gã lại nói ra một câu rất quất như vậy. Nếu như không phải độc nhãn quái là sếp của bọn họ thì chắc chắn cả đám đã nhào tới xử đẹp người vừa phát biểu ngứa đòn ấy rồi. Con mẹ nó. Nói như ngươi thì không bằng đừng nói còn hơn. Độc nhãn quái hiển nhiên không phải tùy ý nói bậy, gã có suy nghĩ của riêng mình từ lúc gã đến bệnh viện tâm thần thanh sơn gặp lâm phàm và trương lão lần đầu tiên cho tới khi gã từ cửa sổ phòng bệnh hoa điền tam giác nhảy xuống cả quá trình này tuy gã không tường tận nhưng mở đầu cùng kết cục như thế nào gã hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ tuy không thể nói là sánh ngang với siêu nhân nhưng độc nhãn quái tự nhận bản thân gã cũng tương đối lợi hại dù sao thì thực lực cá nhân gã cũng rất mạnh được ban chỉ huy bộ đặc biệt công nhận là một trong những cường giả hàng đầu của thành phố Duyên Hải. Thế nhưng một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như gã lại dễ dàng bị 13 cây ngân châm của một lão đầu hạ gục, không chỉ đâm cho đùi phải của gã bị tê liệt, mà còn tổng cộng 3 lần khiến gã lâm vào hôn mê, đủ để chứng minh trương lão đầu đúng là một kẻ khủng bố đến cực hạn. Vả lại đêm qua gã đã đích thân tới bệnh viện hỏi thăm về tình huống huyết dịch của Lâm Phàm dựa theo bản báo cáo thì tế bào gốc tạo máu của hắn hoàn toàn khác với người bình thường thường nhân không có khả năng xảy ra hiện tượng này trong cơ thể ngay cả gã cũng vậy cho nên độc nhãn quái có thể xác định một già một trẻ kia tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ ngoài vô hại của bọn họ nếu như nhất định bắt gã phải đưa ra một đáp án xem xem rốt cuộc tà vật kia bạch tuộc kia đã biến đâu mất vậy thì gã chỉ có thể nói chắc chắn đã bị hai kẻ điên kia ăn sạch sẽ không chừa một mẫu nào rồi Chuyện này không cần truy lùng nữa, tiếp tục tìm kiếm tung tích các con tà vật khác đi. Ta hoài nghi có một tà vật cấp bậc rất cao đang ẩn nấp ở trong thành phố Duyên Hải, thao túng hết thảy những việc đã phát sinh. Độc nhãn quái trầm giọng nói, điều khiến gã lo lắng nhất chính là chuyện này. Lần trước khi Thái Sơn xuất hiện tình huống đất sụt lở, thì đã có một đầu tà vật cấp 7 đi ra ngoài, nhưng gã không cho rằng nó đã là tà vật mạnh nhất, rất có thể nó chỉ là một cái mồi nhữ, Mục đích là để vô số tà vật khác phân tán ẩn tàng. Các cường giả của tứ viện đều ngạc nhiên nhìn Độc Nhãn Quái, thật sự rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra mà gã lại không chịu chia sẻ với mọi người. Nhưng có muốn cũng đành chịu, tính tình của Độc Nhãn Quái chẳng có ai ở đây mà không biết, muốn từ trong miệng gã này ra ít thông tin, trừ phi là đập nát hết toàn bộ răng gã thì may ra. Kim Hòa lị nhất khẽ gọng kính mắt, đôi môi đỏ gợi cảm nhếch lên, vậy chúng ta bàn đến chuyện tiếp theo khoảng thời gian tới đây là giai đoạn mà các học viên vừa tốt nghiệp từ tứ viện đến thành phố duyên hải thực tập quá trình an bài sẽ do bốn người được phân công làm chủ nhiệm dẫn dắt mỗi người sẽ phụ trách cho các học viên tham quan địa phương tác chiến của bên địa bàn mà mình phụ trách đồng thời phải cho bọn họ đi bái tế nghĩa trang nơi những anh linh đã từng vì thành phố duyên hải đánh đổi mạng sống cuối cùng là chọn người xung phong tới bệnh viện tâm thần thanh sơn làm nhân viên công tác tình nguyện Độc nhãn quái nghe thấy mấy chữ bệnh viện tâm thần Thanh Sơn thì trong lòng khẽ giật thót một cái. Hơn bất kỳ ai khác đang ngồi đây, gã thật sự bị dị ứng với nơi này, áp lực tâm lý mà hai bệnh nhân tâm thần kia gây ra cho gã vẫn còn chưa thể biến mất. Cường giả lâm đạo minh của Mao Sơn Cao Viện vừa tiện tay đốt một điếu thuốc, vừa thản nhiên nhận xét, lại là những bệnh hình thức giả vờ giả việc. Ta mà có quyền quyết định thì chắc chắn sẽ chỉ huy người phụ trách trực tiếp dẫn đám học viên vừa mới tốt nghiệp đi đại chiến một trận ra trò với tà vật cam đoan cả đám bọn chúng đều sẽ nhanh chóng trưởng thành. Cường giả lưu hải thiềm của đạo gia cao viện liếc xéo đối phương, đoạn châm chọc hắn, ngươi thì biết cái gì, cái này gọi là quá trình, có biết quá trình là cái gì hay không? Không có quy củ thì sẽ không thành quy tắc, mau sơn các ngươi ngay cả việc này cũng đều không hiểu, mà còn muốn rủ sạch thân ảnh đạo gia để tự lập môn hộ, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Con mẹ nó, ngươi vừa mới nói cái gì, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy, có bản lĩnh thì chúng ta đi ra ngoài đánh một trận nhìn xem ta sẽ dùng kim tiền kiếm đục ra vài cái lỗ lớn ở trên thân thể ngươi như thế nào lâm đạo minh nóng nảy phản kích ta sợ ngươi chắc lưu hải thiềm cũng không vừa mẹ nó ngươi giỏi thì nói thêm câu nữa xem lâm đạo minh chỉ tay vào mặt đối phương một bộ dáng hùng hùng hổ hổ như thể muốn lao lên chém y ngay lập tức lưu hải thiềm cười ha hả nói nói thì nói đã ngu dốt còn không chịu thừa nhận Mao Sơn chính tông gì chứ, ngay cả tổ tông cũng đều chối bỏ thì có tư cách gì huên hoang mặt mũi ở đây. Cường giả Phật gia cao viện ngồi gần đó lần mò chuỗi Phật châu trong tay, tay còn lại chấp dọc trước ngực, khẽ niệm, A-di-đà Phật. Cường giả của y gia cao viện thì lại một bộ dáng chỉ sợ thế gian không loạn, vui vẻ lấy một lọ đang dược ra đặt lên bàn, các ngươi cứ an tâm đấu một trận ra trò đi, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Lâm Đạo Minh một cước dẫm lên trên ghế, dựng râu trừng mắt căm tức nhìn Lưu Hải Thiềm, mà Lưu Hải Thiềm thì không buồn đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía đối phương thậm chí còn mang theo vẻ miệt thị. Phản phất như y đang muốn nói, có giỏi cứ việc rút kiếm ra đây, đừng có ở đấy nói suông Rầm Độc nhãn quá giận giữ đập mặt bàn cái rầm, lớn tiếng trách mắng, bốn người các ngươi cộng lại cũng đã hơn 400 tuổi rồi, có thể ổn trọng trưởng thành một chút hay không? Ta mời bọn ngươi từ trong rừng sâu núi thẳm ra đây để tới dạy học tại các học viện, các ngươi nói không thú vị. Ta cũng không phản đối gì, hiện tại lại mời các ngươi đến thành phố Duyên Hải tọa trấn một phương, nhưng bọn ngươi lại khẩu chiến lẫn nhau liên tục như thế, nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đều thu dọn đồ đặt rồi xéo đi cho ta, ta mời Cao Minh khác đến. Độc nhãn quái thật sự tức giận rồi. Hiện tại trong thành phố cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, sao đám người không biết điều này vẫn còn có lòng dạ thanh thản ở đây cãi nhau. Hừ. Lâm Đạo Minh quay đầu qua, khinh thường cùng đối phương chấp nhặt Lưu Hải thiềm cười ha hả nói, vô lượng thiên tôn ta mới không thèm cãi nhau cùng kẻ ngu xuẩn. Kim Hòa Lị ôm tập văn bản tài liệu lên, nện gót giày cao hơn 6 phân, lắc lắc cái mông vểnh tròn trịa rời khỏi phòng học. Cường giả Phật gia quay mặt đi, hai mắt nhắm nghiền trong miệng khẽ niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngày mùng ngày 6 tháng 3. Thời tiết trong xanh. Lại là một ngày nắng đẹp. Ở trên đồng cỏ xanh mướt có một đám bệnh nhân tâm thần đang tề tựu ở nơi đây. Có người thì vui vẻ tung tăng chạy nhảy, có người lại bắt hộ lý ngồi xuống nghe y đọc diễn cảm thi thư, lại có kẻ đối mặt với đại thụ to lớn, ra sức giảng giải chuyện khoa học tự nhiên với nó. Lâm Phàm và Trương Lão đầu đang song song nằm sấp, mông nhỏ vểnh lên, cả hai châu đầu vào nhau thì thầm tựa như đang bí mật thảo luận về một sự kiện trọng đại nào đó. Ngươi nhìn con kiến này có bao nhiêu là thần kỳ, mặc kệ bọn chúng trời nhà bao xa mãi mãi cũng nhớ rõ đường về nhà trương lão đầu bắt một con kiến đã leo đến cửa nhà lên đặt ra nơi xa lại thấy con kiến kia sau khi được thả xuống thì cái chân hoạt động rất nhanh mau chóng bò đúng về phía nhà nó vất vả lắm mới sắp bò tới điểm đến thì nó lại bị trương lão đầu bốc lên một lần nữa đặt ra chỗ xa con kiến tên xấu xa kia ngươi quá đáng rồi đấy lâm phàm bình tĩnh nói đúng là rất thần kỳ trương lão đầu dương dương đắc ý bảo đây chính là do ta nghiên cứu phát hiện ra ta muốn đi tu luyện một mình ngươi ở đây xem đi lâm phàm nói trương lão đầu thuận miệng hỏi đi truyền điện sao không phải điện trong ổ đã không đủ để ta thấy thỏa mãn nữa ta muốn tu luyện khí công lâm phàm cho rằng khí công đạt được ở trong giấc mộng rất lợi hại hắn phải nghiên cứu một chút mới được giống như trương lão đầu nghiên cứu châm cứu vậy không ngừng tiến bộ cuối cùng mới sáng tạo ra nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp. Lâm Phàm, ta biết có một chỗ truyền điện rất lợi hại, ngươi có muốn thử không? Trương lão đầu lén lén lúc lúc nhìn chung quanh, xác định không có những tên xấu xa kia ở gần đây thì mới nhỏ giọng nói. Đối với hộ công mà nói, trách nhiệm chính của họ là quản lý người bệnh, không để cho những người này làm ra chuyện nguy hiểm, hoặc là ngăn cản bọn họ phát sinh mấy chuyện ẩu đã đánh nhau. Người bệnh tâm thần muốn đánh nhau đều tương đối đột ngột, mà lý do lại trăm ngàn kỳ quái, rất khó để lý giải. Ở đâu? Lâm Phàm Hiếu Kỳ hỏi. Dòng điện trong ổ điện đã không còn đủ mạnh, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, trước kia tu luyện rất nhiều biện pháp cũng đều vô dụng, có lẽ đây chính là thành quả mà việc tu luyện mang tới cho hắn đi. Trương lão đầu lặng lẽ chỉ vào hộp cao áp cách đó 100 mét. Chính là thứ đồ chơi kia, ta từng thấy trên tivi rồi, nơi đó có dòng điện mạnh nhất, nếu như ngươi muốn thì ta có thể phối hợp với ngươi, cam đoan ngươi có thể được thỏa ý nguyện. Nhưng như trước đây, ta cảm giác cần phải thi châm cho ngươi, nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp của ta rất là lợi hại. Trương lão đầu một lòng muốn phục vụ vì lâm phàm, không ai tin tưởng lâm phàm có thể tu luyện, chỉ mỗi mình ông là tin tưởng, ông có thể vỗ ngực bảo đảm, ta là người tin tưởng hắn nhất trên đời. Được. Lâm phàm bình tĩnh nhìn hộp cao áp đặt trên cao, cách chỗ bọn họ chừng 100 mét, Thật sự hắn rất muốn đi thử một lần, phương pháp dùng điện kích quả thật có hữu hiệu đối với việc tu luyện của hắn. Đây là kết luận mà cả hắn và Trương lão đầu cho ra sau nhiều năm thử nghiệm, trong khoảng thời gian gần đây điều này đã trở thành hiện thực, đạt được nghiệm chứng của cả hai người. Thế nhưng những người xấu kia sẽ không để cho ta tới gần. Nội tâm của Lâm Phàm đang lặng lẽ dâng lên một ngọn lửa thiêu đốt, trước kia hắn hoàn toàn không chú ý tới hộp cao áp đó, hiện tại Trương lão đầu vừa nhắc nhở như vậy, Hắn liền rất muốn đi thử một lần, chạm vào dòng điện trong hộp thử xem, có lẽ thật sự sẽ có hiệu quả vượt trội. Tin tưởng ta, ta có cách. Trương lão đầu vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm, ánh mắt kiên định, đoạn nói, ngươi là bạn của ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ tìm cớ dẫn bọn họ rời đi, ngươi phải tranh thủ cơ hội để leo lên, còn bây giờ thì để ta châm cứu cho ngươi trước đã. Ừm. Lâm Phàm gật đầu hắn rất tin tưởng kỹ thuật châm cứu của lão trương điều này cũng đã trải qua khoa học nghiệm chứng vả lại còn mang tới hiệu quả rất tốt mỗi lần đều sẽ thấy tê tê choáng váng sau khi tỉnh lại thì vô cùng dễ chịu những kẻ phàm nhân xung quanh không hiểu chuyện cứ nói làm như thế sẽ xảy ra án mạng nhưng hắn thì lại không nghĩ vậy hắn cho rằng chẳng qua bọn họ không hiểu gì việc mà mình và trương lão đầu đang làm mà thôi hắn rất muốn nói với những người kia các ngươi không hiểu thì cũng đừng nói lung tung trương lão đầu lén lút nhìn hộ công ngồi yên như tảng đá đằng xa xa sau đó cẩn thận từng ly từng tí móc ra hộp ngân châm ngón tay nắm vuốt một cây kim nhanh chóng quả quyết đâm xuống một lát sau trương lão gãi gãi đầu thế nào lâm phàm hỏi trương lão đầu biểu môi khổ sở nói ta tìm không thấy vị trí tùy tiện đâm một châm là được rồi lâm phàm tiếp lời Trương lão lắc đầu, không thể, ngươi là bạn của ta, ta nhất định phải chăm chú đối đãi, không thể tùy tiện đâm một châm. Ồ, ta tìm được rồi, vị trí này ta thấy rất không thoải mái, chính là nó. Vừa dứt lời. Một châm cuối cùng quả quyết đâm xuống. Cảm giác thế nào? Tê tê. Còn gì nữa không? Ê ẩm. Còn gì nữa không? Chán ván. Vậy là đúng rồi, đây chính là công hiệu của nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp, ta cảm giác mình đã thành công, một châm cuối cùng vừa rồi hạ xuống rất đúng, căn cứ theo nghiên cứu của ta, bây giờ tế bào trong thân thể ngươi đều đã kích hoạt, bọn chúng sẽ vì ngươi mà cung cấp sức mạnh siêu cường." Trương lão đầu lộ ra nụ cười sáng lạng, ông tin tưởng phương pháp tu luyện của Lâm Phàm, mà Lâm Phàm cũng tin tưởng châm cứu của ông. Người khác không tin thì kệ bọn họ, không quan trọng, chỉ cần bạn tốt của ta tin tưởng là được. Trương lão đầu rút ngân châm đâm trên người Lâm Phàm ra, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong hộp, sau đó chỉ vào đũng quần hắn rồi nói, "Ta đề nghị ngươi đưa thứ này để ta giúp ngươi bảo quản, không thì khẳng định sẽ bị những người xấu kia cướp đi." Lâm Phàm cúi đầu nhìn đũng quần mình, thoáng lâm vào trầm tư một lát. "Ngươi nói có lý." Hắn kéo đũng quần ra, lấy ra con dao nhỏ giấu trong đó, trịnh trọng giao cho Trương lão đầu, "Ngươi là bạn của ta, giao cho ngươi cất giữ ta rất yên tâm." "Ừ." ta sẽ bảo vệ nó thật tốt. Trương lão đầu nâng hai tay tiếp nhận con dao nhỏ, sau đó kéo đũng quần của mình xuống, bỏ dao vào, xi. Si. Hơi đau một chút, ông ta lại lấy dao ra, hay là đặt ở trong ngực thì hơn. Trương lão đầu đứng lên, nhìn về phía các hộ công nơi xa xa. Ông chậm rãi đi đến trước mặt một hộ công đang đứng khoanh hai tay gần mình nhất, trừng to hai mắt nhìn chầm chầm đối phương. Hộ công nam trẻ tuổi này tên là Tôn Năng, đôi mắt của y rất to. Từ sau khi tốt nghiệp đại học y đã mang hùng tâm xâm nhập vào trong biển lớn, nào ngờ xui xẻo bị đồng học lừa gạt, bị bạn gái lừa gạt, bị bạn thân lừa gạt, bị lừa đến nỗi tán gia bại sản, xám xịt trở lại thành phố Duyên Hải. Sau khi được người trong nhà giới thiệu, y mới trở thành hộ công tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Muốn trở thành hộ công ở đây cũng rất khó. Đầu tiên trạng thái tinh thần phải tốt, có kiên nhẫn, có nhiệt tình, còn phải có lòng yêu thương bệnh nhân y tự nhận là mình có thể làm được tất cả những điều này thế nhưng bốt trương lão vỗ cái bốt lên đầu tôn năng lại ngưng mắt nhìn chăm chú vào tôn năng ý tứ rất rõ ràng ta đang gây sự với ngươi đấy ngươi không có ý nghĩ gì sao ngươi tôn năng vừa định hỏi đối phương đang làm cái trò gì vậy nhưng nhất thời lại ngậm miệng y nghĩ tới nội dung lúc huấn luyện phải có kiên nhẫn phải có ái tâm không thể đánh mắng cần hòa nhã giao lưu Bột Trương lão đầu lại vỗ một cái lên đầu tôn năng Sau đó ngồi sổng xuống Vỗ lên đũng quần tôn năng một cái Á à. Tôn năng bưng lấy đũng quần Sắc mặt trở nên đỏ bừng Nhìn thấy trương lão đầu cười to chạy đi Thì y vội vàng hô Bắt ông ta lại Hộ công gần đó nhìn thấy trương lão đầu nổi điên Vội vàng bắt đầu lập vòng vây xung quanh Lâm phàm nhìn thấy trương lão đầu Bị một đám người xấu đuổi theo Thì cảm động muốn rơi lệ Lão trương ngươi thật là quá tốt. Lâm Phàm lén lút chạy đến dưới hộp cao áp, hắn với không tới nên đành phải ôm cột đá trèo lên, nhưng mà lại không bò lên nổi. Hắn đứng trên mặt đất gãi gãi đầu, trong lòng vô cùng hoang mang. Cao quá, không bò lên nổi thì phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy lão trương vẫn đang bị người xấu đuổi theo, hắn lắc mạnh đầu, tuyệt đối không thể làm uổng phí sự cố gắng của lão trương được, bất luận như thế nào hắn đều phải leo lên. Bên cạnh hộp cao áp có viết, Cao áp nguy hiểm, không phận sự miễn chạm vào, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm rất bình tĩnh, hắn nhận ra những chữ này, hắn không phải là kẻ mù chữ, hắn là một người rất có học vấn, chỉ là người khác không phát hiện mà thôi. Hắn cảm giác không bò lên nổi thì có thể nhảy lên, Lâm Phàm chỉ nhẹ nhàng dùng sức, hai chân đạp một cái, thế mà thật sự vọt lên. Cho tới tận bây giờ Lâm Phàm vẫn chưa từng nghĩ rằng mình có thể nhảy cao như vậy, lòng tin của hắn vững chắc hơn một chút chính là chỉ cần là điều hắn muốn, nhất định có thể làm được, không thử thì mãi mãi cũng không biết mình có bao nhiêu lợi hại. Hai cái lỗ của ổ điện đã từng là đường tắt thông tới thiên đường, mà bây giờ hộp cao áp chính là đường tắt đặc biệt mà ngay cả bệnh viện hắn cũng không cần phải ghé qua. Người bình thường nhìn thấy thứ đồ chơi này tuyệt đối sẽ bị hù cho sợ chết khiếp, chỉ mong né càng xa càng tốt. Mà đối với Lâm Phàm thì hắn lại muốn chạm thử dòng điện cao áp mà lão Trương nói với hắn kia, có lẽ sẽ thật sự hữu dụng hy vọng đừng khiến cho người ta thất vọng. A ha, đuổi ta à. Trương lão đầu linh hoạt tựa như con khỉ, ông ta chạy cực kỳ nhanh, có tới mấy hộ công đuổi theo ông mà vẫn không thể đuổi kịp. Các bệnh nhân tâm thần xung quanh thì vỗ tay bôn bốt, lớn tiếng ủng hộ. Hay, hay lắm. Chạy mau lên, đừng để gã bắt lại. Bọn hắn làm sao biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có người chạy rồi lại có người đuổi theo thì rất thú vị, tựa như diều hâu bắt gà con vậy, xem thật vui. Công năng nhịn đau đuổi theo nửa ngày, thở hồng hộc, viện hông gặp người thở dốc. Thật mệt mỏi quá đi, y không nghĩ tới một bệnh nhân tâm thần còn có thể chạy giỏi như thế. Trước kia y cho rằng công tác này rất nguy hiểm, hiện tại y phát hiện không chỉ nguy hiểm, còn mẹ nó cực kỳ mệt mỏi nữa. Nếu như không phải là vì tên cạn bã ác độc kia thì y tuyệt đối sẽ không khom lưng. Đừng chạy tôn năng hô sau đó dư quan liếc nhìn một vòng lập tức y kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phương xa phát hiện có một bệnh nhân tâm thần leo đến hộp cao áp trên cao thì liền kinh hãi hét toán lên mau xuống đây thứ kia không thể đụng vào mau xuống đây các ngươi đừng đuổi theo nữa có người bệnh leo lên trên hộp cao áp kìa tôn năng ngớ người tâm lý y tương đối tốt nếu như là một nữ hộ công chứng kiến cảnh này thì chắc chắn sẽ che miệng hét thảm thiết thậm chí nếu như nhát gan hơn chút nữa nói không chừng ngay cả chất lỏng không nên gọi tên đều có thể bị dọa chảy ra. Các hộ công đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo lão Trương, nghe thấy tiếng côn năng hét thì vội vàng nhìn về phương xa, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy cảnh Lâm Phàm leo lên tới hộp cao áp thì liền kinh hãi, sắc mặt ai nấy đều tối sầm. Không muốn sống nữa ư? Chủ nhiệm đầy thâm niên đang cầm cái bình nước giữ nhiệt, thảnh thơi đi lại trong bệnh viện tâm thần, đối với phần công tác này ông ấy rất hài lòng. Tuy có khi hơi phiền toái nhưng đại đa số thời điểm đều rất nhẹ nhàng. Cầm bình giữ nhiệt đi càng quét thiên hạ, mặc kệ ai nhìn thấy ông đều sẽ hô to một câu. Chào chủ nhiệm. Loãng xoảng. Nhưng đúng vào lúc này, chủ nhiệm thâm niên đầy mình ngay người đứng tại chỗ, bình nước giữ nhiệt trong tay rất thẳng xuống đất, ông há hốc miệng, trợn mắt nhìn về phương xa. Đẹp mợ. Người có trình độ tiến sĩ như ông nhìn thấy tình cảnh trước mắt mọi loại tài hoa đều ném ra sau óc một câu chửi thề đại biểu cho trái tim của ông tuôn ra. Ông lấy điện thoại di động, vội vàng bấm số gọi viện trưởng. Viện trưởng, sắp xảy ra chuyện rồi. Ngữ khí của ông nghe thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự sợ hãi khó mà kiềm chế. Ờ, biết rồi, xe cứu thương sẽ tới nhanh thôi. Viện trưởng, lần này khả năng không phải là vấn đề mà 120 có thể giải quyết, một phần mà lần trước ngài sai người an bài rất có thể phải dùng đến. Ngươi nói cái gì? Ôi, có người chết. Chủ nhiệm bị tiếng thét chói tai vang lên hù cho vứt cả điện thoại. Lâm Phàm đụng vào dây điện trong hộp cao áp, dòng điện kinh khủng quét sạch toàn thân, từng sợi tóc dựng thẳng lên, tia điện quấn quanh lấy, toàn thân hắn chấn động, ngũ quan cũng bắt đầu vặn vẹo. Con mắt hắn nhanh chóng chuyển động, hắn từ từ giơ tay lên, ngón tay chỉ lên bầu trời, có dòng điện trên ngón tay lóe ra, Lâm Phàm la lớn. Lão Trương có lẽ ta thành công rồi ta hiện tại tràn đầy năng lượng ầm uhm. ti điện bắn tung tóe trong nháy mắt quy lực nổ tung trực tiếp bắn lâm phàm bay văng xuống đất trong văn phòng khách viện trưởng chậm rãi để điện thoại di động xuống nhìn máy tính đột nhiên đen thui dự cảm của ông thấy có điều không ổn ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng la hét ông lập tức đi đến trước cửa sổ liền thấy hộp cao áp xa xa bốc lên ngọn lửa và khói đen mù mịt ta. Một câu ông cũng không nói nổi, vội vàng bấm gọi 120. Alo. Nơi này là. Ta biết là ở đâu, đã xuất phát rồi, rất nhanh sẽ tới. Ta muốn nói. Biết rồi, cúp nha, đang lái xe. Túc túc. Hách viện trưởng ngay người đứng tại chỗ, nét mặt cứng ngắc, cơ bản không cần nghĩ đều biết là ai đang tìm đường chết nhưng ông thật không nghĩ tới bệnh nhân trong phòng 666 lại đi khiêu chiến với hộp điện cao thế. Cao như vậy, rốt cuộc hắn làm cách nào mà leo lên được tới đó? Lâm Phàm lẳng lặng nằm ở trên đồng cỏ, chung quanh bãi cỏ đều biến thành màu đen, mà thân thể của hắn cũng đen thui, đầu tóc đều bị điện giật cháy khét, lúc rơi xuống mặt đất còn rung rẩy mấy lần. Các hộ công đứng tại chỗ nhìn đến choáng váng, có người hai chân rung lên, có người đặt mông ngồi liệt ngay tại chỗ cả bọn triệt để bị một màn trước mắt dọa sợ rồi đừng cho người bệnh tới gần mau chóng di tản bọn họ về đại sảnh đi một hộ công nhanh chóng lấy lại tinh thần vội vàng chỉ huy các trợ lý xung quanh làm việc có người giữ chặt bệnh nhân tâm thần để bọn họ không thể tới gần lâm phàm trương lão đầu đang nghe truyện trên tv audio cv không để ý tới hộ công ngăn cản liều mạng chạy đến bên cạnh lâm phàm ngươi không được qua đó hộ công hét lớn. Thế nhưng trương lão đầu đương nhiên sẽ không nghe lời, hiện tại ông ta chỉ muốn đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì với người bạn tốt của mình. Trương lão đầu nhìn thấy toàn thân Lâm Phàm đen xì, vươn tay đụng vào hắn một cái thì bỗng si, tay trương lão đầu bị giật bắn ra, dọa ông ta vội vã rút tay về. Lâm Phàm ngươi không sao chứ? Trương lão đầu khẩn trương đến mức xoay vòng tại chỗ, trong lòng vô cùng bất an hiện tại toàn thân lâm phàm cũng chỉ còn mỗi con mắt và răng là trắng còn lại đều là màu đen hắn miễn cưỡng cười lộ ra hàm răng trắng bóc nói ta không sao cảm giác rất tốt trương lão đầu vào vào mái tóc khổ sở hỏi có phải ta lại làm sai gì đó hay không ngươi không làm sai hiện tại ta rất tốt chỉ là có chút mệt mỏi ta ngủ một lát trước nhé lâm phàm chậm rãi nói sau đó nhắm mắt lại không nhúc nhích nằm ở nơi đó Trương lão đầu gấp gáp đảo quanh tại chỗ, không có khả năng, nhất định là ta làm sai chỗ nào rồi, trên tivi đâu có bảo sẽ xảy ra tình huống đáng sợ như vậy. Ông nhìn thấy phía trước còn có tia điện đang lóe ra liền mau chóng đi đến gần, vươn tay đụng vào. Ầm. Uhm. Trương lão đầu trực tiếp bị đẩy lùi, rơi xuống bên cạnh Lâm Phàm, hai bệnh nhân phòng 666 lại song song mà nằm, hoàn toàn là dáng vẻ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh em tốt thì phải nên như thế á à, viện trưởng lại chết thêm một người nữa rồi nữ hộ công yếu tim ngồi liệt ở trên đồng cỏ tê tâm liệt phế hét lớn trong chốc lát bệnh viện tâm thần thanh sơn vang lên vô số tiếng kêu sợ hãi không ngừng bí bo bí bo bí bo thanh âm quen thuộc lại vang lên một chiếc xe cứu thương dùng thao tác lưu loát gọn gàng nhẹ nhàng tiến đến bác sĩ và y tá đẩy băng ca cứu thương vội vàng chạy tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy tình huống hiện trường thì cả bọn liền lâm vào trầm mặt. Hách viện trưởng, theo quy trình thì đưa tới bệnh viện, hay là trực tiếp đem tới nhà hỏa táng? Bác sĩ hỏi. Ông nói xem. Tâm tình hách viện trưởng thật sự không tốt, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn rất có tình cảm với các ngươi, chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại chơi lớn như thế học cao áp đáng chết ngươi không thể cao thêm một chút nữa sao nói thế nào cũng phải cao hơn hai ba trăm mét đi chứ bệnh viện hoa điền tam giác bí bo bí bo bí bo một chiếc xe cứu thương nhanh chóng lái vào trong bệnh viện cửa bệnh viện sớm đã có bác sĩ cùng y tá đứng chờ bọn họ trước đó đã nhận được tin tức thế nên liền cử người ra sẵn cửa ra vào ngoài sảnh đợi hai bệnh nhân của bệnh viện tâm thần thanh sơn xảy ra chuyện lớn rất có thể lần này sẽ không cứu được. Lý Lai Phúc thân là phó viện trưởng, bình thường nhiệm vụ chính là đảo một vòng quanh bệnh viện tuần tra một phen, sau đó trở lại văn phòng uống trà, hút thuốc, nhìn xem tin tức, chơi đồ máy tính, cũng không có chuyện gì lớn lao khác. Nhưng lúc này thì khác. Ông ấy đã sớm thay y phục phẫu thuật và chờ sẵn ở phòng giải phẫu, găng tay sát khuẩn, mắt kính bảo hộ và khẩu trang y tế đều đã đeo chỉnh tề. Các bác sĩ và y tá chung quanh cũng đều chuẩn bị sẵn sàng lẳng lặng đứng đợi dù là vẫn còn chưa nhìn thấy bệnh nhân nhưng loại áp lực này một mực bao phủ trên người bọn hắn rất nhanh thanh âm băng ca cứu thương được đẩy trên sàn hành lang bệnh viện đã vang lên nhường đường một chút tránh ra tránh ra làm phiền nhường đường đi các y tá đẩy băng ca cứu thương trên hành lang bất kỳ bệnh nhân hay người nhà của bọn họ vô tình đi ngang qua nhìn thấy tình huống của lâm phàm thì đều không khỏi hít một hơi lãnh khí thật là thê thảm a à. Người này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy, cơ thể cháy khét lẹt thế kia thì vẫn còn có thể cứu sống nổi sao? Đèn ở ngoài phòng giải phẫu sáng đỏ lên. Lâm Phàm nằm im liềm ở trên bàn giải phẫu, dĩ vãng hắn đều có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng lần này thật sự là khiến các bác sĩ thấy hoảng sợ, hắn nhắm chặt hai mắt, nhíu mày, lộ ra dáng vẻ vô cùng thống khổ. Quả nhiên lại gặp nhau rồi, nhân viên công tác ở bệnh viện tâm thần đều là đồ đần sao? ngay cả người bệnh mà cũng không thể trông chừng tốt được. Nghe nói là do hắn lén lút leo lên trên hòng cao áp rồi trực tiếp bị điện giật. Có bệnh à? Thì chẳng phải hắn thật sự có bệnh sao, bệnh tâm thần đó. Phó viện trưởng, người bệnh bị bỏng nghiêm trọng toàn thân, diện tích bỏng vượt ngoài 50%. Không ổn rồi phó viện trưởng, nhịp tim của bệnh nhân đang rất chậm, hô hấp cũng trở nên suy yếu, thật ra hắn còn có thể sống được đến đây đã là kỳ tích. Lý Lai Phúc thân là phó viện trưởng, trình độ chuyên môn hiển nhiên không cần nghi ngờ. Nếu như không phải tình huống lần này rất nghiêm trọng thì ông cũng sẽ không tự mình phải cầm dao phẫu thuật. Không thể không nói, trong lòng ông thật sự muốn quỳ phục với Lâm Phàm rồi, tên nhóc này càng lúc lại càng chơi lớn, có lẽ lần sau hắn ta có thể thật sự hủy luôn mạng nhỏ ngay tại chỗ cũng nên. Gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua. Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Lý Lai Phúc mệt mỏi đi ra khỏi phòng giải phẫu hai chân run rẩy, quả thật là mệt tới nỗi muốn ngã ngồi trên mặt đất. Ông vô lực ngồi phịch xuống hàng ghế bên ngoài, chậm rãi tháo khẩu trang xuống rồi gọi người lấy điện thoại di động tới cho mình, từ từ bấm xuống từng nút. Ren ren ren. Hách viện trưởng, kết thúc rồi, nhưng lần này nghiêm trọng quá rồi đó. Tạm thời thì đã cứu sống được hắn, nhưng tình huống vẫn không hề lạc quan như cũ, Lâm Phàm bị bỏng quá nghiêm trọng, vả lại trị liệu sau đó cũng tương đối phức tạp, Ngươi phải chuẩn bị tinh thần đi. Tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng chữa trị cho hắn thật tốt, nhưng loại tình huống điên cuồng như này tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai, bọn họ hiện tại càng ngày càng quá mức, hoàn toàn chính là đâm đầu vào quỷ môn quan mà. Cúp điện thoại với đối phương xong, tâm tình Lý Lai Phúc đã khá hơn nhiều, vốn cho rằng Hách Tiện Nhân kia sẽ lại làm ông bực mình, thế nhưng không nghĩ rằng lần này thái độ của ông ta tốt hơn hẳn. Tiền viện phí của một già một trẻ đã sớm chuyển qua đồng thời còn nhờ vả ông chiếu cố lâm phàm và trương lão đầu thật tốt thuận tiện nói tiếng vất vả lúc này mới xem như là lời mà con người nên nói a à. nếu như trước kia hết viện trưởng cũng biết điều giống như bây giờ thì hai người bọn họ làm gì sẽ cãi nhau thậm chí còn khiến ông phải block ông ta trên mạng xã hội trong phòng bệnh trương hồng dân đang sắp xếp đồ đặt lại cho con gái của mình nhìn thấy y tá đẩy người bệnh tiến đến thì tò mò nhìn thoáng qua lập tức mừng lớn nói ân nhân sao ngươi lại quay lại rồi liền ngay sau đó nét tươi cười trên mặt ông ta liền tắt hẳn vừa sợ vừa lo trục trè hỏi ân nhân làm sao mà ngươi lại biến thành bộ dáng này vậy toàn thân lâm phàm bị băng bó chặt chẽ hệt như cái bánh chưng thản nhiên đáp không biết hắn đã tỉnh lại năng lực khôi phục rất mạnh theo lý thuyết thì bị điện giật bỏng nghiêm trọng như hắn thì chắc chắn sẽ lâm vào hôn mê sâu thậm chí mất mạng ngay tại chỗ tuyệt đối không có khả năng thanh tĩnh như vậy Trước cuộc là kẻ nào lại đánh ân nhân thành dạng này, đúng là tán tận lương tâm mà. Trương Hồng Dân cảm thấy vô cùng bi phẫn, vì ân nhân trước mắt đây đã hiến tế bào gốc tạo máu cho con gái ông, hơn nữa còn cho ông tiền để cứu nữ nhi, tuy rằng hắn hơi có vấn đề về đầu óc, nhưng trong mắt Trương Hồng Dân, Lâm Phàm chính là kẻ mà cả đời này ông vẫn luôn thấy biết ơn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ân nhân bị băng bó toàn thân, nằm một đống trên giường bệnh như vậy, trong lòng ông thật sự rất khó chịu ân nhân của ngươi là leo lên trên hộp cao áp rồi bị điện giật. Y tá nhịn không được, xen vào một câu. Nàng thân là y tá đã có thâm niên gần 20 năm làm việc ở nơi này, gặp qua rất nhiều người bị điện giật, thông thường 10 người thì hết 8 kẻ là bị điện giật chết, về phần bị hộp cao áp giật điện cũng không phải là không có, dĩ nhiên những trường hợp như thế thì cỏ đều đã sanh mộ. Làm gì có ai còn sống nổi sau khi chạm phải dòng điện vượt ngưỡng như vậy? Thế nhưng bây giờ kỳ tích đang ở trước mắt nàng, bị điện giật nghiêm trọng đến độ khó tưởng, ấy vậy mà vẫn còn sống, hơn nữa còn đang có dấu hiệu phục hồi rất khả quan. Trương Hồng Dân ngây người, hai mắt nhìn thẳng vào mặt đối phương, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, lại đột nhiên không biết bản thân mình nên nói cái gì. Ông ta trầm tư một lúc lâu sau rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Ân nhân, đại nạn không chết tất có hậu phúc a." Trương Hồng Dân đã tỉnh táo lại rồi. Trong lúc kích động, ông ta đã quên mất người nằm ở giường đối diện chính là một bệnh nhân tâm thần hàng thật giá thật, lại nghĩ đến tình huống của ân nhân, xem ra việc chạm vào hộp cao áp rồi bị điện giật cũng không phải là chuyện lạ gì lắm. Lâm Phàm lẳng lặng nằm trên giường bệnh, ánh mắt hắn nhìn chầm chầm lên trần nhà, nhìn rất nhập thần. Tình huống của trương lão đầu thì nhẹ hơn nhiều, ông ta chỉ đơn giản là bị điện giật một chút, đơn giản cấp cứu giúp ông tỉnh lại liền ổn. Ông ấy nằm ngoài bên cạnh giường bệnh của Lâm Phàm, quan tâm hỏi, Cảm giác thế nào? Rất tốt." Lâm Phàm đáp. Hắn hiện tại không thể động đậy, bị các bác sĩ băng bó rất chặt, toàn thân chỉ có khuôn mặt là lộ ra, trong mắt chuyển động nhìn về phía Trương lão đầu. "Lão Trương, một khắc trước khi ngất xỉu ta đã cảm nhận được, vị trí mà ngươi đâm kim châm cho ta thật sự vô cùng hiệu quả, ta cảm giác toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Ngươi cứ yên tâm, hết thảy những việc phát sinh sau đó đều ổn." chỉ là dùng dòng điện đem tạp chất bên trong cơ thể bài xuất ra ngoài mà thôi bọn họ không hiểu cho nên mới khẩn trương quá lố như thế chờ chúng ta về nhà rồi thì ta sẽ thử lại một lần nữa lâm phàm dĩ nhiên vẫn còn muốn thử leo lên hộp cao áp kia thêm một lần nữa lúc vừa mới chạm vào dòng điện cao thế trên đó xong thời điểm hắn chỉ ngón tay lên trời là vì cảm giác được rõ ràng có một cỗ lực lượng thần kỳ tràn vào bên trong thể nội trương lão đầu vui vẻ đáp được thôi Ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Ngươi nói một chút cũng không sai, lúc ta bị điện giật cũng có loại cảm giác này, ta thấy linh hồn mình giống như muốn thoát ra ngoài, dục thân trở nên vô cùng nhẹ nhàng, sạch sẽ. Trương Hồng Dân nghe những lời mà một già một trẻ ấy nói thì bất giác bỗng nổi da gà khắp hai cánh tay. Không biết vì sao nhưng ông ta luôn cảm giác mình hoàn toàn không thể chen chân một chút nào vào cuộc nói chuyện của hai người này. Có lẽ đây chính là bầu không khí riêng mà chỉ bệnh nhân tâm thần mới có đi ân nhân hộp điện cao áp rất nguy hiểm chạm vào sẽ bị điện giật chết người đó các ngươi may mắn thoát nạn một lần đúng là nhờ trời phù hộ ngàn vạn lần không được thử lại lần nữa đâu trương hồng dân nghe lâm phàm đòi thử lại mà sợ hết hồn vội vàng khuyên giải hắn hy vọng có thể dùng một viên thiện tâm đã động tới quyết định của đối phương ngươi có muốn thử không ta có thể mang theo ngươi cùng một chỗ tu hành a ngươi cho rằng nó nguy hiểm là bởi vì ngươi chưa từng thử qua mà thôi nếu như ngươi đã được trải nghiệm cảm giác thanh lọc cơ thể khi bị điện giật thì nhất định sẽ không nói như thế lâm phàm từ tốn đáp trương lão đầu vội hùa theo không sai chính là đạo lý kia có lẽ đây chính là tâm hữu linh tê hai người bọn họ nhìn nhau sau đó nở một nụ cười sáng lạng trong mắt người khác thì một già một trẻ này chính là đang muốn đâm đầu vào chỗ chết nhưng trong lòng bọn họ thì lại không nghĩ vậy đây là hỗ trợ lẫn nhau a à. trong nháy mắt đó không hiểu tại sao nhưng trong đầu trương hồng dân bỗng nảy sinh một suy nghĩ có phần ác ý ấy là nếu hai kẻ này lại tiếp tục chơi ngu như vậy lần nữa thế thì có lẽ sẽ không cần đến bệnh viện đâu mà là trực tiếp đi tới nhà hỏa táng thì sẽ hợp lý hơn trương hồng dân nghĩ thầm ta chỉ vì muốn tốt cho các ngươi thế mà các ngươi lại còn muốn lôi kéo ta cùng đi chịu chết chung thôi được rồi ta mặc kệ hai người cứ xem như ta chưa từng nói gì đi lâm phàm cố gắng nghiêng đầu sang nhìn tiểu nữ hài nằm ở giường bệnh trong góc ánh mắt hai người chạm vào nhau hắn cố gắng nhếch môi nở một nụ cười chào hỏi cô gái nhỏ trương hồng dân thấy vậy thì vô cùng sợ hãi ông ta lo ân nhân sẽ đòi mang theo khuê nữ của mình cùng đi tu luyện xem ra thời gian tới ông nhất định phải thường xuyên cảnh giác ngăn không cho hắn nói linh tinh với con gái mình mới được ân nhân à mặc dù ta rất biết ơn ngươi nhưng ngươi tuyệt đối đừng có rủ rê ta hay con gái ta đi theo ngươi tu luyện nữa nha Hảo ý này của người ta tiếp nhận không nổi. Văn phòng của tòa nhà bộ môn đặc thù. Độc Nhãn Quái đang ngồi ở trong phòng làm việc riêng của mình, gã gác điện thoại xuống, thần tình nghiêm túc vô cùng. "Còn nói các ngươi không có vấn đề." Độc Nhãn Quái quả thật không muốn gặp lại hai bệnh nhân tâm thần kia nữa. Nhưng dù sao trường hợp của Lâm Phàm nơi đó đặc biệt, cho nên gã vẫn luôn cho người thường xuyên để ý đến tình huống bên bệnh viện Thanh Sơn, thời thời khắc khắc đều báo cáo lại vừa rồi gã vừa nghe được tin Lâm Phàm lại vừa đến điểm danh ở bệnh viện đa khoa, nhưng lần này có vẻ ghê gớm hơn. Hắn leo lên trên hộp cao áp rồi bị điện giật, té từ trên cao xuống, toàn thân bốc khói, thậm chí các hộ lý xung quanh còn có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét. Người bình thường mà làm vậy thì chắc chắn đã xếp hàng gặp gỡ Diêm Vương bên dưới, cơ bản không cần đi tới bệnh viện làm gì, nhưng vừa rồi tin tức mà gã nhận được lại là Lý Viện Phó đã cứu sống Lâm Phàm rồi. Mặc dù vẫn chưa thể khỏe mạnh, Tung tăng chạy nhảy loạn lên như trước, nhưng chí ít hắn đã có thể ăn có thể uống mà không cần cắm bình truyền dịch, hơn nữa còn có thể nói chuyện bình thường với những người khác. Độc nhãn quái nghe mà khiếp sợ, đến cùng là tình huống của đối phương như thế nào, tại sao lại có năng lực như vậy? Kháng thể nhục thân của hắn rất mạnh sao? Dòng điện của hộp cao áp là thứ mà ngay cả cường giả cấp 6 cũng không thể chịu nổi, lại càng không cần phải nói hai vị bệnh nhân tâm thần vốn chưa từng trải qua rèn luyện chính quy kia. Thế nhưng Lâm Phàm chẳng những không cháy đen thành đống thang Mà hắn còn sống tiếp được Hơn nữa không bị thêm bất cứ biến chứng nào khác Ngoại trừ toàn thân đều bị bỏng ngoài da Thì hết thảy mọi thứ còn lại đều mạnh khỏe Mình có nên đi đến bệnh viện tâm thần một lần hay không? Độc nhãn quái Lâm vào trầm tư Đột nhiên bị dòng suy nghĩ này hù đến nhảy dựng một cái Đang yên đang lành sao lại nảy sinh ý định điên cùng như thế Gã đã nếm qua mấy lần thua thiệt trên tay một già một trẻ kia rồi mà vẫn còn chưa học được tiến bộ hay sao? Thật là ý nghĩ đáng chết. Độc nhãn quái gã tuyệt đối sẽ không đi tìm hai người bệnh tâm thần kia. Tuyệt đối. Ban đêm. 9 giờ. Trung tâm thành phố Duyên Hải vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ. Bên trong một con hẻm dơ giấy, bẩn thiểu không có tên, có một cửa tiệm vẫn đang sáng đèn, chủ quán đang đứng ngay tại cửa ra vào, ngó nghiêng ra đường hồi lâu mà vẫn không thấy có một vị khách nhân nào đi ngang qua. Thôi vậy, tối nay chỉ đành đóng cửa sớm. Từ sau khi tivi phát ra tin tức có tà vật đang ẩn tàng ở trong thành phố duyên hải sông, thì ban đêm ở các con đường hơi âm u tối tăm một chút, cơ bản liền không có người dân bình thường nào dám lang thang tới đây nữa. Triệu Kim Long đứng trước cửa tiệm, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu nhà mình. Tiệm cắt tóc Trào Lưu. Hôm nay sinh ý không quá tốt, chỉ kiếm lời được hơn 300 đồng mà thôi. 13 tuổi hắn đã đi theo Tony lão sư học tay nghề, 18 tuổi thì xuất sư dùng số tiền tích lũy được trong nhiều năm qua để mở một cửa tiệm cắt tóc, tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành một Tony lão sư thứ hai trong nghề này, đáng tiếc hiện thực cùng huyễn tưởng vẫn luôn có sự khác biệt rất lớn. Không phải cứ là việc ngươi muốn liền có thể làm được. Triệu Kim Long tắt hết đèn bên trong phòng rồi đi ra ngoài, giơ tay lên kéo cửa cuốn xuống. Khóa cửa xong xuôi thì hắn sẽ cưỡi con xe cà tàng yêu dấu đi ra chợ đêm ăn vài món nướng linh tinh nào đó, uống hai chai bia, sau đó đắc ý về nhà nghỉ ngơi tuy nói cuộc sống như vậy nghe qua quả thật không có chút tiền đồ nào nhưng với bản thân hắn thì đã rất hài lòng Soạt. triệu kim long vừa kéo cửa cuốn xuống thì bỗng đột nhiên hắn cảm giác sau lưng có hàng khí đánh tới trước mắt còn có bóng đen to lớn đem hắn bao phủ bàn tay cầm chìa khóa của hắn rung lẩy bẩy hắn chợt nhớ tới tin tức thời sự mà trong tivi có nhắc đến có tà vật đang lẩn trốn ngay tại thành phố duyên hải trong lòng của hắn giật thót thầm nghĩ không lẽ chính mình lại gặp phải xui xẻo như thế hắn rất muốn quay đầu lại nhìn xem là cái gì lại án bóng to lớn như vậy nhưng hiển nhiên hắn không dám quay đầu triệu kim long rất sợ sau khi mình quay đầu lại sẽ nhìn thấy một gia hỏa kinh khủng nào đó rồi hắn sẽ bị nó một ngụm nuốt mất triệu kim long đứng im tại chỗ hai chân run rẩy mồ hôi không ngừng nhỏ giọt từ trên trán xuống đúng lúc đó ánh mắt của hắn hướng về phía một bên nhìn qua liền thấy có một đại thủ lông xù đang nắm lấy cửa cuốn đây chắc chắn không phải tay người Triệu Kim Long bị hù tới nổi nước mắt, nước mũi tèm lem, vội vàng quỳ sụp xuống cầu xin, đại ca, thịt ta không thể ăn được đâu, ăn cũng không ngon. Hơn nữa ta đã rất đáng thương rồi, van cầu ngươi đừng giết ta, mỗi ngày ta đều rất vất vả, sáng sớm 6 giờ liền ra ngoài làm việc, ban đêm 11-12 giờ mới có thể lên giường đi ngủ, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm nổi mấy vạn khối, người yêu hay vợ con gì cũng chẳng có. Cho ta một cơ hội đi, hãy cho ta kéo dài hơi tàn sống sót này đi mà kẻo kẹt đại thủ dùng sức đem cửa cuốn nâng lên triệu kim long không dám quay đầu lại nhìn nữa phía sau lưng lạnh toát lông tơ trên người hắn toàn bộ dựng thẳng lên rất nhiều lần hắn muốn quay đầu nhìn xem nhưng thật sự là không có dũng khí chỉ có thể cúi đầu đứng yên tại chỗ đột nhiên hắn bị đẩy mạnh vào trong phòng lực lượng rất lớn tới nỗi triệu kim long không thể đứng vững chân hắn lấy hết can đảm với tay bật đèn trong tiệm cắt tóc lên. Không nhìn còn đỡ, đèn vừa sáng thì Triệu Kim Long liền liếc qua tấm gương trông thấy sinh vật to lớn kia đến cùng là con gì, đó là một đầu hắc tinh tinh to cao hơn hẳn hắn. A a a a a. Triệu Kim Long trực tiếp ngã xuống mặt đất, một chút phản ứng cũng không có thì đã triệt để lâm vào hôn mê. Hô hô. Tà vật đại tinh tinh nhìn tên nhân loại ngã sấp dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ hành động hung tàn nào nó cũng không thèm quan tâm đến triệu kim long mà chỉ đang đi lòng vòng trong cửa tiệm nhỏ xíu tìm một cái gì đó lông tóc toàn thân của tà vật đại tinh tinh rất đen rất sáng cơ bắp cũng vô cùng cường tráng mang tới cho người cảm giác chính là tràn ngập sức mạnh điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là đầu của tà vật đại tinh tinh lại là địa trung hải trụi lũi sáng bóng chỉ có vài cọng lông loe hoe ở hai bên mang tai mà thôi tà vật tinh tinh đi vào thành phố duyên hải liền trốn đông trốn tây muốn mượn nhờ nhân loại che giấu giúp mình, nhưng không nghĩ tới đối phương lại muốn mang nó tới vườn bách thú. Đùa, với nó mà nói, loại hành vi này quả thật là sỉ nhục. Kim cương tinh tinh ta dũng mãnh như vậy, sao có thể đi tới vườn bách thú làm trò mua vui cho nhân loại được. Cho nên nó vụng trộn chạy ra ngoài. Còn may mà bởi vì hình thể của nó cùng nhân loại không sai biệt lắm, hơn nữa nó cũng có chút trí thông minh, biết rõ chỉ có ban đêm mới có thể đi ra đường, cho nên nó đã trốn khỏi vườn bánh thú được một thời gian rồi mà vẫn chưa bị ai phát hiện nó và các tà vật khác không giống nhau các tà vật khác thích ăn con người còn hay bày trò phá hoại thành phố còn nó thì chỉ thích mỗi việc làm đẹp cho bản thân nó cảm thấy dáng vẻ của mình rất rất hoàn mỹ rồi điểm duy nhất khiến nó tự ti không hài lòng về bản thân có lẽ chỉ còn mỗi quả đầu trọc lóc này mà thôi Tà vật tinh tinh nhìn thấy trên kệ tủ có trưng bày không ít mái tóc giả xanh xanh vàng vàng thì vô cùng mừng rỡ, vội bước qua cầm lên xem, sau đó ướm lên đầu, xoay trái rồi lại xoay phải trước gương để xem thử, cảm thấy quả nhiên không tệ. Nó tìm một ít keo có sẵn ở gần đó, bôi trét lên mái tóc giả rồi cẩn thận đặt lên trên đầu. Tà vật tinh tinh lại nhìn vào gương, càng nhìn lại càng thấy hài lòng. Thật sự là nó quá đẹp trai. Hô 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 tà vật tinh tinh rất vui vẻ nó cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa xe điện mà triệu kim long hoảng sợ làm rớt dưới đất ban nảy vừa lắc lư ra ngoài nó vừa thò tay gãi gãi cái mông tuy hơi mất hình tượng đẹp trai một chút nhưng biết sao được ngứa quá mà triệu kim long vốn dĩ không hôn mê thật chỉ là giả vờ ngất đi mà thôi hắn cho rằng phe này bản thân chết chắc lại không nghĩ tới tà vật đại tinh tinh căn bản không thèm chú ý tới mình nó chỉ cướp đi một mái tóc giả màu xanh và chiếc xe điện cà tàng của hắn xong xuôi liền rời đi sao lại thế nhỉ nhưng nghĩ tới chính mình còn có thể giữ được tính mạng trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra vạn hạnh a à. tiếng động cơ xe vang lên triệu kim long he hé, hé mắt nhìn liền thấy bánh xe sau xẹp lép hẳn xuống có lẽ là do trọng lượng của tà vật đại tinh tinh quá nặng thế nhưng chỉ loáng một cái nó đã phóng xe biến mất ở trong màn đêm a à. chiếc xe yêu dấu của ta triệu kim long tuyệt vọng vươn tay ra phản phất như thể đang nói, mau trả xe lại cho ta đi mà. Bỗng nhiên Triệu Kim Long tỉnh táo lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhanh chóng gọi điện. Quy! Ta muốn báo cáo, vừa mới rồi có một đầu đại tinh tinh cướp đi mái tóc giả màu xanh ở chỗ ta, còn cướp mất chiếc xe điện của ta chạy đi rồi, các ngươi mau tới đây đi. Triệu Kim Long có gì nói nấy? Tiên sinh, ngươi xác định mình không có cắn thuốc, người ở đầu dây bên kia chính là một vị nữ tử có thanh âm vô cùng dịu dàng nàng nhận được điện thoại xong phản ứng đầu tiên chính là người gọi tới này liệu có phải vừa mới chơi thuốc hay không ta không có cắn thuốc ta mở tiệm cắt tóc chứ có phải tiệm bán thuốc đâu có thể cắn thuốc gì chứ các ngươi nhanh tới đây đi nó lái xe điện của ta đi mất rồi trên đường phố tối mờ mịt một đầu kim cương tinh tinh đội mái tóc giả màu xanh đang cưỡi xe chạy bằng điện băng băng trên đường Kỹ thuật lái xe của nó rất thuần thục, lướt gió mà đi, mái tóc màu xanh lục bị gió thổi phấp phới làm nó liên tục phải lấy tay hất qua để tránh vướng víu tầm mắt. Thế giới nhân loại kỳ thật không tệ. Nó rất thích cuộc sống ở nơi này, đáng tiếc là nhân loại lại không chấp nhận cho bọn nó sống hòa lẫn với bọn họ, cứ một mực đuổi theo bắt giết hoặc là nhốt nó vào sở thú. Tà vật đại tinh tinh biết con người vẫn đang không ngừng lùng kiếm nó, vì vậy nó cứ phải trốn đông trốn tây, không thể quan minh chính đại xuất hiện đúng vào lúc này trên con đường tối mịt phía trước bỗng xuất hiện một con tà vật bọ ngựa cao hơn một mét chân trước của nó sắc nhọn tựa như lưỡi liềm tản ra u quang hắc ám bọ ngựa phát ra âm thanh không phải là thanh âm của nhân loại mà là thanh âm giao lưu đặc thù của riêng tà vật ngươi là tà vật thế mà lại nhục nhã sinh hoạt trong thế giới loài người ngươi không xứng đáng là thành viên của giới tà vật chúng ta đi chết đi tà vật bọ ngựa cấp tốc lao về phía kim cương đại tinh tinh, tốc độ của nó rất nhanh, hai chân trước như thể phong mang liêm đao cuốn tới, muốn đem kim cương đại tinh tinh cắt thành hai nửa. ầm, um, một tiếng vang thật lớn, ánh đèn lấp lóe ở đằng sau đuôi xe điện nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, mà tà vật bọ ngựa thì đã nằm sóng xoài dưới đất, huyết dịch sền sệt vương vải ra khắp xung quanh, cái đầu của bọ ngựa lẻ loi trơ trọi nằm ở một bên, trong mắt trợn trừng trừng. Đến chết nó vẫn không thể hiểu rõ mới rồi đã xảy ra chuyện gì. Ngày mùng ngày 7 tháng 3. Thời tiết trong xanh. Trời trong gió nhẹ, chính là thời tiết rất thích hợp để ra ngoài ngao du. Bệnh viện Hoa Điền Tam Giác. Trong phòng bệnh. Lâm Phàm từ trong giấc mộng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra liền thấy có người vẫn đang một mực nhìn chăm chú chính mình. Lâm Phàm nhận ra đối phương là ai chính là gã một mắt vẫn luôn không nguyện ý kết giao bằng hữu cùng hắn và Trương lão đầu. Không sai. Độc Nhãn Quái lại thân chinh tới bệnh viện, rõ ràng gã đã quyết tâm sẽ không bao giờ gặp lại hai kẻ có bệnh tâm thần kia nữa, thế nhưng gã đã đau đầu suy nghĩ cả một đêm, hút tới vài bao thuốc, đến nỗi mà cổ họng khô khốc lợi hại, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định mất mặt này. Độc Nhãn Quái đã tới bệnh viện từ sớm, gã lấy một cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Lâm Phàm bắt chéo hai chân, dựa vào thành ghế, trừng trừng nhìn Lâm Phàm vẫn đang ngủ say. Xin chào, chúng ta lại gặp lại rồi. Lâm Phàm gắn gượng ngồi thẳng người dậy, vương tay phải bị băng bó kín mít kia ra muốn bắt tay chào hỏi độc nhãn quái. Độc nhãn quái nhíu chặt mày, bị điện giật thành bộ dáng này, vậy mà còn có thể động đậy. Vết thương vỡ ra không đau sao. Độc nhãn quái chỉ kinh ngạc chứ hoàn toàn không có ý định đáp trả hành động hữu hảo của Lâm Phàm đương nhiên gã sẽ không bắt tay hắn cả đời này của gã cũng sẽ không cùng bệnh nhân tâm thần nắm tay lâm phàm ngược lại không hề phật lòng hắn rất thích cách đối phương nhìn chằm chằm như vậy theo quan điểm của hắn và trương lão đầu thì chỉ có bằng hữu mới có thể mắc đối mắt với nhau thời gian dài như thế hắn rất thích người bạn trước mặt này trước đây gã không muốn làm bạn tốt với hai người bọn họ còn khiến hắn buồn bã một thời gian nay thấy độc nhãn quái tìm tới đây hơn nữa còn nhìn mình chằm chằm không rời mắt hiển nhiên hắn rất vui. Lâm Phàm nở một nụ cười mà hắn tự nhận là thân thiện nhất, cùng độc nhãn quái cứ thế nhìn lẫn nhau. Trương lão đầu tỉnh lại, vừa muốn xuống giường đi lấy sai uống thì bỗng nhìn thấy độc nhãn quái xuất hiện ở trong phòng bệnh của mình. Ông ấy cũng giống Lâm Phàm đều rất thích người tốt này, gã chính là người đã tặng tiền cho bọn họ nhưng không cần ông đưa chiếc đồng hồ Rolex quý giá, quả nhiên là người tốt. Nay người tốt chẳng những tới thăm bọn họ, mà còn đang nhìn chầm chầm Lâm Phàm thấy vậy trương lão đầu liền vui vẻ lộ ra dáng vẻ tươi cười vội vàng gia nhập vào trong đó nở một nụ cười thật tươi tắn cùng lâm phàm và độc nhãn quái ba người nhìn lẫn nhau ba người lâm phàm độc nhãn quái và trương lão đầu cứ thế kẻ đứng người nằm nhìn lẫn nhau mà ở giường bệnh trong góc phòng trương hồng dân vừa mới đúc khuê nữ ăn điểm tâm xong hiện tại nhìn thấy bên cạnh xảy ra tình huống này thì không khỏi có chút run rẩy ông ta sợ hãi a à. Độc Nhãn Quái tuyệt đối không phải là người bình thường, nếu như là người bình thường thì làm sao có thể ung dung đối mặt với ân nhân của ông mà không hề run sợ chứ? Ấy là còn chưa kể lần trước chính mắt ông nhìn thấy gã đã nhảy từ trên đây xuống đất. Thời gian dần dần trôi qua. Độc Nhãn Quái thật sự có chút không chịu nổi ánh mắt quá mức nồng nhiệt của một già một trẻ đối diện. Thật thần kinh. Gã là cường giả mạnh như vậy mà còn không chịu nổi ánh mắt đăm đăm của hai người bọn họ ngẫm lại thì người khác khẳng định càng chịu không được ngươi tới nơi này là muốn lại cho ta một cơ hội sao ngươi yên tâm lần này ta chắc chắn sẽ chữa trị thành công cho ngươi ngươi nguyện ý cho ta thêm một cơ hội nữa có đúng không trương lão đầu thật sự rất muốn chữa khỏi mắt cho đối phương mặc dù gã và ông còn chưa phải là bằng hữu nhưng chỉ dựa vào việc gã một mắt không lấy đi chiếc đồng hồ quý tộc đắt đỏ của ông thì chắc chắn gã là người tốt chỉ cần là người tốt ông đều nguyện ý ra sức giúp đỡ họ. Độc nhãn quái liếc xéo nhìn trương lão đầu một chút, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cút đi cho ta. Ta biết ngươi không tin ta, nhưng ta nói thật với ngươi, ta đã tìm ra được nguyên nhân rồi. Mấy lần trước sở dĩ thất bại chủ yếu chính là vì con mắt còn lại của ngươi. Ta đã nghĩ ra một biện pháp rất hữu hiệu, nếu như ta châm cho con mắt bên kia của ngươi cũng lộng mù, vậy thì ta liền có thể duy nhất một lần thi châm khiến cho cả hai mắt của ngươi đều mọc ra như vậy chắc chắn sẽ có tác dụng. Ngươi có tin ta không? Trương lão đầu nói rất nghiêm túc, ngữ điệu hoàn toàn không hề có vẻ gì là đang nói đùa. Độc nhãn quái hít sâu một hơi, gắn gượng đè xuống lửa giận trong lòng. Bởi vì gã cả đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngay cả người bị bệnh tâm thần đều cho là ta có bệnh sao. Ta bị điên hay sao mà phải tin tưởng ông ấy. Ngươi hãy tin tưởng lão trương một lần đi, ông ta thật sự rất lợi hại. Lâm Phạm nói tốt giúp Trương lão đầu, hắn rất hy vọng bằng hữu thân thiết nhất của mình có thể trợ giúp cho vị bằng hữu mới này. Độc nhãn quái không muốn nói chuyện. Tin tưởng ông ta ư? Nghĩa là đưa con mắt còn sáng duy nhất còn lại của gã cho ông ta đâm mù. Nếu như gã tin tưởng Trương lão đầu, vậy thì chắc chắn là đầu gã uống nước, thật sự có bệnh rồi. Má nó, lẽ ra gã không nên tới nơi này. Đêm qua rốt cuộc gã đã nghĩ gì trong đầu vậy? giao lưu với hai kẻ điên kia sẽ nói ra được chuyện gì ư? Độc nhãn quái đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trương lão đầu ủ rũ cúi đầu, nói, thì ra hắn vẫn không tin ta. Lâm phàm an ủi, đó là tổn thất của hắn. Ừm. Trương lão gật gật đầu, ta khác quá. Ta cũng khác. a, à, Hộp kim châm của ta không có ở đây, bọn người xấu lại trộm đi bảo bối của ta rồi, thật đáng ghét. Lâm Phạm lấy hai lon Coca-Cola cùng Spy từ trong ngăn tủ ra, mùi vị này căn bản là chẳng ngon nghẽ chút nào, nhưng ở đây không có thứ nước nào khác, chỉ có thể uống cái này. Ai, hắn rất tưởng niệm quãng thời gian vui vẻ được ở nhà. Uống Spy đi. Được thôi. Bọn họ giỏi nhất là quên đi những chuyện không vui, thời thời khắc khắc đều sẽ khiến tâm trạng của mình thật vui vẻ. Phòng làm việc của Phó Viện trưởng Lý Lai Phúc thảnh thơi nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng lại với người qua cầm tách trà lên uống. Thân là phó viện trưởng, cơ hội tự mình động thủ không nhiều, nhưng trải qua lần giải phẫu này cho Lâm Phàm, ông ta đã có thể tự hào nói cho tất cả mọi người biết rằng, Lý Lai Phúc ta, bảo đao chưa già, còn có thể đại chiến 300 hiệp. Cốc cốc. Mời vào. Lý Lai Phúc vội vàng ngồi dậy, sửa soạn lại y phục, chợt nhìn thấy gã một mắt đi vào. Trong lòng ông thoáng ngờ ngợ, bởi vì nhìn đối phương có chút quen thuộc. Ồ, đây không phải là bệnh nhân lần trước được đưa tới cùng lúc với hai bệnh nhân tâm thần kia sao? Cảm xúc lập tức kích động lên, Lý Lai Phúc lớn tiếng hô. "Đúng, chính là ngươi, đã không trả viện phí lại còn cũng mất bộ đồ bệnh nhân rồi nhảy lầu chạy trốn, không ngờ hiện tại ngươi còn dám xuất hiện ở đây." Độc Nhãn quái nheo mắt nhìn đối phương một chút, từ trong ngực móc ra một tấm thẻ chứng nhận thân phận, trực tiếp quăng lên trên mặt bàn sau đó ngang tàn đặt mông ngồi xuống ghế sofa, hai chân gác lên trên bàn trà, lẳng lặng chờ đợi. Lý Lai Phúc vốn cho rằng gã một mắt muốn móc súng, hại ông ta còn giật mình một cái, xem đến phần sau liền biết là mình cả nghĩ quá rồi, ông ta không khỏi thở phào, ngẫm lại thì hẳn là do dạo này ông xem nhiều phim trinh thám quá. Lý Lai Phúc ông thân là phó viện trưởng, chăm sóc vô số bệnh nhân, làm người hữu hảo, ở đâu ra lại có cừu gia được. Chỉ là ông thấy rất tức giận, gã độc nhãn quái này thật là kẻ bất lịch sự. Nơi đây chính là văn phòng của Phó Viện trưởng Bệnh viện Hoa Điền Tam Giáp, nhưng ngươi lại coi chỗ này là cái gì? Nhà riêng của ngươi chắc. Thân là khách mà lại tùy ý gác hai chân lên trên bàn trà. Ngươi có biết bàn trà này đắt cỡ nào không? Đây chính là tiền ta dành dụng rất lâu mới mua được bàn gỗ quý giá này đấy. Lý Lai Phúc Lít nhìn tấm thẻ mà độc nhãn quái vừa mới ném lên bàn, rốt cuộc là cái gì? tùy ý quăng ra một tấm thẻ mà muốn Lý Lai Phúc ta tha thứ cho hành động vô lễ của ngươi. Đơn giản chính là đang nằm mơ. Ông nhặt tấm thẻ đó lên, tùy ý lật xem, chỉ mấy giây sau, hai mắt Lý Viện Phó trợn tròn xoe, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, ti kinh thường trên mặt trước đó lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Lý Lai Phúc vội vàng đi đến trước mặt độc nhãn quái, hai tay cung kính đưa trả tấm thẻ chứng nhận thân phận, hạ thấp tư thái, hèn mọn nói. Xin chào lãnh đạo, không nghĩ tới lãnh đạo bận trăm công nghìn việc vậy mà lại bỏ thời gian tới thị sát bệnh viện Hoa Điền, đây chính là vinh hạnh lớn của bệnh viện chúng ta. Lãnh đạo uống trà không? Là trà nhập khẩu thượng đẳng, tuyệt đối chính tông. Lý Lai Phúc cũng không đợi độc nhãn quái có đồng ý hay không, tự mình lăn xăng đi pha trà, cung kính đem chén trà nóng hổi đặt ở trên bàn ngay trước mặt gã, sau đó một mực im lặng đứng ở một bên, thật giống như một tiểu binh tùy thời chờ đợi tướng quân ra lệnh. Độc nhãn quái nâng chung trà lên, uống một ngụm, hài lòng gật đầu nói, ừm, không tệ, trà ngon. Lý Lai phúc thụ sủng nhược kinh, miệng phun hương thơm. Lãnh đạo thích là tốt rồi. Người Lý Lai Phúc ta tôn kính nhất chính là lãnh đạo, nhân dân thành phố Duyên Hải có thể an cư lạc nghiệp được chính là vì may mắn có ngài không quản ngày đêm bảo vệ chúng ta. Lãnh đạo thật vất vả. Mời lãnh đạo uống trà. Nếu như để hách viện trưởng nhìn thấy tư thái hiện tại của Lý Lai Phúc, Tuyệt đối sẽ cười lạnh mắng một câu, ngươi thật đúng là một thiểm cẩu ẩn tàn đủ sâu a, à, quá mất mặt rồi. Ta muốn xem phương diện số liệu thân thể của Lâm Phàm trong lần giải phẫu này, ngươi có thể làm được không? Độc Nhãn Quái đi thẳng vào vấn đề. Lý Lai Phúc vội vàng đáp, "Xin lãnh đạo cứ yên tâm, ta lập tức cho người đưa số liệu tới, còn xin lãnh đạo chờ một lát." Lý Lai Phúc làm việc rất nhanh nhẹn chỉ chốc lát sau đã đưa đầy đủ văn bản tài liệu ghi chép thông tin về ca phẫu thuật mới rồi qua cho độc nhãn quái. Lãnh đạo, thứ ngài cần đều ở nơi này, ngài xem thử còn thiếu thứ gì không? Nếu như lãnh đạo muốn, chúng ta nơi này còn có hàng mẫu huyết dịch của hắn, cũng có thể mang tới cho lãnh đạo nghiên cứu. Độc nhãn quái rất hài lòng đối với vị phó viện trưởng này. Gã cẩn thận cầm sắp văn bản tài liệu kia, đứng dậy vỗ vỗ bả vai của ông ta, đoạn nói, ừm, ngươi làm việc rất nhanh nhẹn, không tệ. Lý Lai Phúc thụ sủng nhược kinh, nghiêm túc nói, có thể vì lãnh đạo phục vụ là vinh hạnh của Lý Lai Phúc ta. Độc nhãn quái cầm tập văn bản tài liệu rời đi, lúc ra tới cửa bỗng nghĩ tới một chuyện bèn quay đầu lại hỏi, quên mất còn chưa đưa viện phí lần trước ta nằm ở đây cho ngươi, tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Lý Lai Phúc bày ra dáng vẻ kinh ngạc, nói, viện phí gì chứ? Có thể được chăm sóc cho lãnh đạo là niềm vinh hạnh lớn lao của các bác sĩ nơi đây, há có thể thu viện phí của ngài chỉ hy vọng lãnh đạo thường xuyên tới đây nhiều hơn khi nói đến đây lý lai phúc có cảm giác dường như có gì đó không đúng lắm má nó nhầm rồi thường xuyên đến bệnh viện chẳng phải là đang trù ẻo gã một mắt à thế là ông ta lập tức sửa lời còn mong ngài tới đây thị sát nhiều hơn đợi độc nhãn quái rời đi lý lai phúc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi không nghĩ tới bệnh nhân nằm cùng phòng với một già một trẻ kia lại chính là vị lãnh đạo cấp cao của ban ngành đặc biệt tại thành phố duyên hải thật đúng là không thể tưởng tượng nổi quả nhiên là nhìn người không thể chỉ xem bề ngoài a à. ai thật đáng tiếc hôm nay ông ta ăn mặc quá mức tùy tiện sớm biết lãnh đạo ghé thăm thì sáng nay lý lai phúc ông đã diện một bộ cánh thật nghiêm túc ra dáng phó viện trưởng hơn một chút rồi trà tốt như vậy mà lãnh đạo lại bỏ dở lãng phí lãng phí quá. Lý Lai Phúc bưng chén trà mà ban nảy độc nhãn quái chỉ uống có mỗi một ngụm lên, một hơi uống cạn sạch sẽ. Ông hài lòng gật gật đầu, hương vị quả nhiên rất ngon. Bỗng dưng trong nội tâm ông nảy sinh một suy nghĩ. Thân là lãnh đạo lớn như vậy lại để tâm tới một bệnh nhân tâm thần nhỏ bé như Lâm Phàm, không phải là tiểu tử kia có điểm gì đặc biệt đấy chứ. Hừng, suy nghĩ kỹ một chút thì quả nhiên Lâm Phàm đủ đặc biệt. Sức sống vô cùng mãnh liệt, còn dai hơn cả tiểu cường, chơi ngu bao phen vậy rồi mà vẫn không chết. Trong phòng bệnh, Lâm Phàm cúi đầu nhìn đống vải trắng băng bó khắp toàn thân mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn vươn tay định bụng giật hết số băng vải ấy xuống, may mắn mà có một y tá vừa khéo đi ngang qua, y tá trông thấy cảnh này thì hết hồn, vội vàng chạy tới. "Không được tháo. Nếu không băng kỹ lại thì vết thương sẽ vỡ loét ra. Toàn thân ngươi bỏng đến hơn 50% diện tích." có thể sống sót đều là nhờ y thuật cao siêu của lý viện phó cứu vãn sinh mệnh của ngươi, ngươi không có khả năng. Ô! Y tá trừng mắt, phản phất như thế gặp quỷ. Nàng thật sự không dám tin vào mắt mình, bởi vì lâm phàm bên kia đã xé xuống một đầu băng vải, băng vải tróc ra, căn bản làn da bên dưới cũng không hề có vết tích cháy bỏng mà nàng nghĩ, ngược lại da dẻ đối phương còn bóng loáng, trắng trẻo, hệt như làn da em bé mới sinh vậy. A, à. Bác sĩ, Mau tới đây." Y tá thét lên rồi vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh. Lâm Phàm cùng Trương lão đầu nghi hoặc nhìn bóng lưng y tá rồi lại nhìn nhau, cả hai châu đầu ghé tai, nhỏ giọng trao đổi. "Chúng ta phải cẩn thận một chút, ta cho rằng chỗ này của nàng ấy không ổn." "Ừm, ta biết rồi." Lúc nói những lời này, bọn hắn ăn ý dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, ý tứ rất rõ ràng, khẳng định đầu óc của cô nàng y tá kia có vấn đề. Rất nhanh một đám bác sĩ và y tá liền chạy vào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha